Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 111, thật ngại quá, chúng tôi cũng là khách VIP. Không tìm ra, Chu Dương, em không tìm thấy vẻ đâu cả. Tạ Linh Ngọc lục soát một lượt, nhưng vẫn không tìm được vé, nhất thời sắc mặt hết sức khó coi. Không tìm thấy vé xem buổi biểu diễn của Rocket Girl chỉ là thứ yếu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên cô được mời đi xem buổi biểu diễn, hơn nữa, Thẩm Bích Quân và Trần Hân đều ở đó. Cô không có vẻ, sẽ không vào được, như vậy bọn họ sẽ thế nào? Nếu để bọn họ vào xem buổi biểu diễn, vừa nghĩ tới cảnh khoảng cách hai người đó rất gần với Chu Dương, trong lòng Tạ Linh Ngọc bắt đầu thấy không thoải mái. Hừ, không có vé à, hãy mau tránh ra, tôi bên này còn phải soát vé. Nhân viên soát vẻ giọng điệu khinh thường hừ lạnh nói, rồi đưa tay ra muốn đẩy Tạ Linh Ngọc lui về phía sau. Nhưng Chu Dương nhanh chóng cầm lấy tay hắn, khiến hắn không cử động được. Đứng đắn chút đi. Chu Dương ánh mắt chăm chú, hừ lạnh nói. Anh vừa mới nhìn thấy, tên soát vé này đang định đưa tay vỗ vào mông của Tạ Linh Ngọc, rõ ràng có ý định sàm sỡ. Hình như vừa nãy nhớ nhầm rồi, vé của chúng ta là vé khách VIP. Chu Dương nhẹ nhàng nói, trực tiếp mở ra mấy tấm vé đang cầm trong tay. Bất ngờ đánh dấu mấy nét chữ màu đen lên trên chỗ ngồi khách VIP. Trời ạ, đúng thật là vé của khách VIP đó. Có về khách VIP rồi bọn họ còn đến đây làm gì? Không phải có lối đi nhanh dành riêng cho khách VIP sao? Đúng vậy, nhưng mà những người này thật lợi hại, lại có được nhiều vé VIP như vậy, xem ra cô gái xinh đẹp đó cũng có vẻ như vậy, chẳng qua là không biết để ở đâu. Những người phía sau nhìn thấy những tấm vé VIP của Chu Dương, đột nhiên chết lặng. Vốn dĩ vé khách VIP ở buổi biểu diễn của Rocket Girl rất ít, hơn nữa dựa theo quy trình, những tấm vé đó đều được phát cho những người quyền quý ở thành phố Đông Hải. Nhưng bây giờ, năm người Chu Dương lại cầm ra 4 tấm vé VIP. Điều này, khiến mọi người nãy sinh sự tò mò đối với thân phận của Chu Dương. Hừ, coi như có vé VIP thì đã sao? Cô gái xinh đẹp này không có vẻ, theo quy định thì không vào được. Còn vé VIP này của tôi là vẻ hạng 2, một tấm vé VIP này còn có thể dẫn theo một người đi cùng. Trên tay Chu Dương có vẻ VIP, đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người, một người đàn ông đứng ngồi không yên, hừ lạnh lùng nói. Mà trên thực tế, vé VIP của buổi biểu diễn Rocket Girl, quả thật có thể đưa theo một người vào cùng. Nhưng mà ít nhất cũng phải là vé VIP hạng 2 trở lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vé trong tay người đàn ông đó chính là vé VIP hạng 2. Chu Dương nghe vậy, liền nhìn vào vé đang cầm trong tay mình, trên đó không có bất kỳ thông tin nào nói rõ, có thể dẫn thêm người vào cùng. Ha ha, vé của các người không thể dẫn thêm người vào. Tôi biết ngay mà, một đám nhà quê, cầm một tấm vé VIP hạng chót, còn muốn giả bộ, đúng là một nỗi ô nhục. Hắn ta quan sát từng nhất cử nhất động của Chu Dương, khi nhìn thấy anh nhìn mãi trên tấm vé không có chút vui mừng, nhất thời trong lòng hắn liền hiểu. Vé trên tay Chu Dương căn bản chỉ là vé VIP hạng chót. Không thể dẫn thêm người vào cùng. Không sao, nếu tấm vé này không thể dẫn thêm người đi cùng, thì tôi sẽ gọi điện thoại cho Hiểu Manh, bảo cô ấy cử người ra đón chúng ta. Chu Dương trong lòng không hề bực tức, anh thu vé lại, nhẹ nhàng nói. Nói xong, Chu Dương liền trực tiếp gọi điện thoại, nhưng Chu Dương không hề chú ý đến, khi anh nói những lời này xong, người xung quanh trong nháy mắt liền nhìn về phía anh. Trọng yếu nhất là, ánh mắt của những người này đều đổ dồn vào Chu Dương, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Đây là kẻ ngốc à? Đúng vậy, ai mà không biết, mức độ nổi tiếng của Rocket Girl, buổi biểu diễn nào cũng chật cứng chỗ ngồi. Người này lại khoác lác không biết ngượng mồm, bảo Hiểu Manh ra đón anh ta. Đúng vậy, Tô Hiểu Manh đáng yêu của chúng tôi là ngươi mà anh có thể gọi như vậy sao? Thật không biết xấu hổ. Hừ, chúng ta chờ xem, tôi ngược lại muốn xem, Tô Hiểu Manh có thể ra hay không, tôi phải đăng anh ta lên mạng xã hội, cho mọi người biết về loại người không biết xấu hổ này. Tất cả mọi người đều không tin lời Chu Dương nói, không chỉ có tiếng cười châm biếm. Họ thậm chí còn cầm điện thoại di động chụp ảnh anh đăng bài lên Weibo. Đối mặt với hành động của mọi người, mấy người Chu Dương đều không có chút phản ứng. Chu Dương vẫn đang gọi điện thoại, hình như vừa nói gì đó với đầu dây bên kia. Còn những người khác vẫn đứng tại chỗ, không thèm để ý đến những lời châm biếm giễu cợt xung quanh. Tốt rồi, đợi một lát sẽ có người ra đón chúng ta. Chu Dương cúp điện thoại, cười nói. Ha ha, giả bộ.
anh vẫn tiếp tục giả bộ à? Tôi nói cho các anh biết, tôi hiểu manh căn bản sẽ không bảo người ra đón các anh đâu, các anh dẹp ý niệm này đi. Gã đàn ông kia nghe vậy, liền cười lớn ha 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 ha, vẻ mặt coi thường. Tránh ra, không có vẻ, thì đứng qua một bên đợi đi, không vẻ, còn tới giả bộ, thật đáng đời. Tên nhân viên soát vé cũng lạnh lùng nói. Nhưng ngay tại lúc này, có một cô gái từ lối đi nhanh dành cho khách VIP bước qua. Cô gái trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, tóc buộc cao, dáng vẻ kiên cường, nhìn cô ấy thấy toát ra khí chất anh hùng. Là chị Dương, tiểu tử nhìn thấy chưa, chị Dương là quản ký của nhóm Rocket Girl, tôi cũng quen cô ấy đấy. Gã kia nhìn thấy chị Dương, mặt đầy kích động, trực tiếp nghênh đón. Chị Dương, sao chị lại tới đây? Hóa ra là Tôn Thành Tôn đại thiếu gia à, sao anh lại ở đây, không vào đi? Chị Dương nhìn thấy Tôn Thành, cảm thấy có chút bất ngờ. Chu Dương nhìn thấy có chút chán ghét trong ánh mắt của chị Dương chợt lóe lên rồi biến mất. À, chị Dương, tôi đang ở đây xem chuyện cười. Tên này ở đây nói khoác không biết ngượng mồm, nói tôi hiểu manh sẽ bảo người đi ra tiếp đón hắn, cũng không nhìn lại bản thân mình, có đức hạnh gì, dáng vẻ nhà quê nghèo hèn, lại suy nghĩ hảo huyền. Tôn Thành kể đơn giản về những chuyện vừa mới phát sinh, sau đó liền chỉ tay về phía mấy người Chu Dương, cười to nói. Hắn không giảm nhẹ âm thanh của mình, cho nên người xung quanh, cũng đều nghe được rõ ràng. Ha ha, không sai, thật đúng là không biết xấu ho. Tôi còn nói, tôi là bạn thân của Tô Hiểu Manh đây. Đúng là chém gió, muốn giả vờ trước mặt người đẹp, cũng không biết tự lượng sức mình. Mọi người lập tức cười ầm lên. Nhưng chị Dương không hùa theo cười nhạo với họ, ngược lại còn mỉm cười đi về phía Chu Dương. Cậu chính là Chu Dương. Chị là chị Dương đúng không? Chu Dương cười nhẹ, nhìn thấy chị Dương, trong lòng anh cũng có chút kinh ngạc. Lúc nãy nói chuyện điện thoại với Tô Hiểu Manh, cô ấy có nói sẽ nhờ quản lý ra đón mấy người bọn anh vào. Bây giờ nhìn lại, chính là người đang đứng trước mắt này. Chỉ là, Chu Dương vẫn nghĩ rằng, nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng như Rocket Girl, thì người quản lý nhất định phải là một người có kinh nghiệm phong phú và có đủ kinh nghiệm xã hội. Nói đến tuổi tác, thì ít nhất cũng phải trên 40, như vậy mới có thể tích lũy đầy đủ những tài nguyên cần thiết trong giới giải trí, để tiến hành kế hoạch phát triển hợp lý cho Rocket Girl. Nhưng bây giờ xem ra, chị Dương nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi, thật đúng là quá trẻ. Người như vậy, dựa vào điều gì để một tay giúp đỡ Rocket Girl trở thành nhóm nhạc thần tượng lưu lượng nổi tiếng cả nước như hiện nay? Hiểu Manh nhờ tôi ra đón các cậu, mời mọi người đi theo tôi. Sau khi xác nhận thân phận của Chu Dương, chị Dương nói nhẹ một câu, liền xoay người bước vào lối đi nhanh dành cho khách VIP. Nhưng một câu nói này, dường như làm cho đám người ở đó trở nên dậy sóng. Chương 112, bùng nổ nhân khí. Tôi vừa nãy không nghe nhầm chứ? Cô ấy tới đây để đón bọn họ vào trong, hơn nữa còn là Tô Hiểu Manh nhờ cô ấy tới. Không nghe nhầm đâu, tôi cũng nghe thấy, chẳng lẽ bọn họ thật sự có quen biết với Tô Hiểu Manh và Rocket Girl? Lần này, fan hâm mộ quanh đó ai ai cũng sững sờ, ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ nhìn theo hướng mấy người Chu Dương đi vào cổng trung tâm thể thao. Chị Dương, chuyện này là thế nào? Bọn họ căn bản là không có vé, sao chị lại? Còn Tôn Thành nhìn thấy vậy, thì không khỏi kinh ngạc. Nhìn thấy chị Dương dẫn Chu Dương bọn họ đi vào trong, Tôn Thành vội vàng gọi lại. Ừ, làm sao? Tôi dẫn ai vào, còn cần anh cho phép sao? Chị Dương xoay người nhìn Tôn Thành, lạnh lùng. Không phải, chị Dương, tôi không có ý đó, chẳng qua là, loại người như bọn họ, sao có thể thật sự quen biết với Hiểu Manh. Tôn Thành khóe miệng gượng cười, bị chị Dương trách mắng trước mặt nhiều người như vậy, hắn nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi nào, trong lòng còn thấy căm hận Chu Dương. Rõ ràng chỉ là một tên nhà quê nghèo hèn, nếu không phải bên cạnh có mấy cô gái xinh đẹp, Tôn Thành cũng sẽ không liếc mắt nhìn, nhưng bây giờ, chính cái người nhà quê nghèo hèn này lại được chị Dương đích thân ra đón tiếp. Người khác có thể không biết chị Dương, nhưng Tôn Thành hiểu biết rất rõ ràng. Chị Dương không chỉ là người quản lý của nhóm Rocket Girl, cô còn là bà chủ đứng đằng sau công ty truyền thông Rocket Girl. Có tin đồn, chị Dương còn xuất thân từ một đại gia tộc, thực lực đủ đàn áp tất cả những gia tộc khác trong thành phố Đông Hải. Chính bởi vì điều này, Tôn Thành luôn có thái độ cung kính trước mặt chị Dương, không dám có tí biểu hiện cậy mạnh phách lối nào. Nếu đổi thành người khác, dám mắng mỏ Tôn Thành như vậy, sớm đã bị hắn trừng trị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôi không biết anh có ý gì,
nhưng nếu dám gây sự ở đây, thì tôi sẽ không ngại để cho anh nếm thử hậu quả đâu. Chị Dương ánh mắt trở nên lạnh lùng, hừ mạnh một tiếng, rồi trực tiếp xoay người đi thẳng vào trong. Chu Dương vẫn không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau lưng chị Dương. Nói thật, Chu Dương không có chút hứng thú nào với Tôn Thành, một người từ đâu đến thích khiêu khích. Huống hồ, mục đích chủ yếu hôm nay là tới xem buổi biểu diễn của Tô Hiểu Manh, Chu Dương không muốn phá vỡ sự hào hứng của bản thân. Mấy người nhẹ bước vào lối đi nhanh dành cho khách VIP, hướng vào bên trong trung tâm thể thao. Lúc này bên trong ồn ào náo nhiệt, 80.000 chỗ ngồi dường như đều đã chật kín. Ánh đèn lớn trong trung tâm thể thao không ngừng xoay tròn, khiến toàn bộ những thứ trong này đều được chiếu sáng rõ như ban ngày. Tôi nhớ hình như Hiểu Manh đã gửi vé qua cho anh rồi mà. Chị Dương đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía Chu Dương, hỏi nhỏ. Đúng vậy, nhưng chúng tôi làm mất một vé, vì vậy mới không có cách nào nữa, chị biết đấy, rất khó mua được vé, huống hồ lại còn là vé VIP. Chu Dương nhún vai, tỏ ý mình cũng hết cách. Chu Dương không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, anh luôn cảm nhận được ánh mắt dò xét khi chị Dương nhìn vào mình. Giống như có thể nhìn thấu được anh vậy. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ thoáng qua, đến khi Chu Dương trả lời câu hỏi, chị Dương đã thu hồi ánh mắt. Đúng rồi, chị Dương, tôi xưng hô như vậy được không? Được, mọi người là bạn của Hiểu Manh, thì cứ gọi tôi như vậy đi, bây giờ Hiểu Manh đang trang điểm, để chuẩn bị lần cuối cho buổi biểu diễn. Không có cách nào ra gặp mọi người ngồi xuống trước đã, chờ buổi biểu diễn kết thúc, hãy vào phía sau khán đài nhé. Chị Dương nhẹ giọng nói, gọi tới hai người bảo vệ, chỉ dẫn chỗ ngồi VIP cho mấy người Chu Dương. Hai tấm vé Tô Hiểu Mạnh gửi đến, đều là vé VIP có cấp hạng cao nhất, ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, khoảng cách đến sân khấu cũng gần nhất. Cân nhắc đến việc còn có những người khác muốn đi cùng, Chu Dương sau đó lại bảo Tô Hiểu Mạnh gửi qua mấy tấm vé nữa. Năm người đến ngồi vào chỗ, nhất thời cảm nhận được tầm mắt được mở rộng nhiều hơn. Bởi vì trước mặt không có vật gì cản trở, họ có thể trực tiếp nhìn rõ được tất cả mọi thứ trên sân khấu. Nhưng Chu Dương vừa ngồi xuống, liền lập tức cảm nhận được có một ánh mắt thâm độc đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, Chu Dương liền thấy Tôn Thành ngồi ở hàng thứ hai cách mình không xa, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm vào anh. Hi! Đối với tình huống như thế này, Chu Dương chỉ cười nhạo. Căn bản không muốn để ý tới. Bất kể đối phương có thái độ oán hận gì với mình, thì đối với Chu Dương mà nói, đây đều không phải chuyện cần thiết phải suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh, thời gian buổi biểu diễn sắp đến. Bùm! Liên tiếp 3 tiếng pháo phát nổ, màn hình lớn trên sân khấu được mở ra. Tất cả fan hâm mộ dưới khán đài đều kích động, không ngừng reo hò, vung mạnh đèn huỳnh quang đang cầm trên tay. Sau đó, toàn bộ khán phòng rơi vào bóng tối. Chỉ có những chiếc đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng yếu ớt. Em không nghĩ rằng anh. Một âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Lần này, bên dưới fan hâm mộ không nhẫn nại được, liền reo hò không ngớt, thậm chí còn tiếng hét còn lớn hơn lúc trước. Chu Dương cẩn thận lắng tai nghe, anh nhớ ra đây là ca khúc được phát hành khi Rocket Girl lần đầu tiên ra mắt. Trước khi đến xem buổi biểu diễn, Chu Dương đã tìm nghe lại tất cả những bài hát trước giờ của Rocket Girl, để tránh đến lúc cái gì cũng không biết. Bây giờ xem ra, bài hát này cũng rất hay. Tiếng hát vang lên, toàn bộ ánh đèn sáng rực lên chói lóa. Trên sân khấu, một cô gái trẻ yêu kiều bất ngờ xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Tô Hiểu Manh, là Tô Hiểu Manh. Hiểu Manh, Hiểu Manh, anh yêu em, như chuột yêu gạo. Tô Hiểu Manh, anh muốn kết hôn với em. Trong phút chốc, toàn bộ trung tâm thể thao phát ra tiếng hoan hô náo nhiệt. Chu Dương cảm thấy bên tai mình. Toàn bộ đều là tiếng hét chói tai của fan hâm mộ. Còn lúc này Tô Hiểu Manh ở dưới ánh đèn, càng lộ vẻ thuần khiết đáng yêu. Chỉ một câu hát, ánh đèn pha trong nháy mắt chiếu về phía Tô Hiểu Manh. Sau đó, lại một giọng hát vang lên. Triệu Uyển Dung, Triệu Uyển Dung. Uyển Dung đáng yêu nhất. Yêu Uyển Dung nhất. Chu Dương lẳng lặng nhìn người đang đứng trên sân khấu. Xem ra cô gái này là một thành viên khác của nhóm Rocket Girl, Uyển Dung. Nhưng nếu so sánh với những hình ảnh lưu truyền trên mạng, nói thật, Triệu Uyển Dung bên ngoài còn thanh tú hơn nhiều. Rất nhanh sau đó, thành viên thứ ba của nhóm Rocket Girl, Trương Điềm Điềm cũng xuất hiện dưới ánh đèn. Ba thành viên đồng loạt xuất hiện, trong nháy mắt liền khiến bầu không khí trong khán phòng trở nên mới mẻ. Tiếng hát trong trẻo vẫn tiếp tục, còn tiếng hoan hô reo hò của người hâm mộ cũng đến đỉnh điểm. Thậm chí,
Chu Dương còn nghe thấy có rất nhiều fan hâm mộ đang cũng hát theo Rocket Girl. Đúng rồi, Chu Dương, anh biết hát không? Thẩm Bích Quân đột nhiên quay đầu, cười danh mãnh hỏi. Cô biết, trước đây Chu Dương không biết gì về Rocket Girl, thậm chí chỉ đến khi tìm hiểu thông tin trên mạng thì anh mới biết đến nhóm nhạc này. Người như vậy, sao có thể biết hát bài của Rocket Girl? Thẩm Bích Quân hỏi như vậy, chính là muốn nhìn xem dáng vẻ Chu Dương thế nào. Trên thực tế, Thẩm Bích Quân cũng không biết giờ phút này trong lòng mình rốt cuộc đang nghĩ gì. Rõ ràng lúc trước từng nói không có hứng thú với Rocket Girl, cũng sẽ không đi xem buổi biểu diễn. Nhưng đến khi buổi biểu diễn gần bắt đầu, quỷ thần xui khiến cô lại bảo người đi mua cho cô vé VIP. Đầu tiên cô tìm đến Tạ Linh Ngọc, muốn đi cùng. Chỉ là, lúc đến đây, thấy Chu Dương xuất hiện. Trong lòng Thẩm Bích Quân lại thoáng chút trầm mặc. Rõ ràng Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã là vợ chồng, bọn họ cùng xem buổi biểu diễn, tại sao mình lại phải tới đây? Chương 113, kinh hoàng. Thẩm Bích Quân nhất thời không nghĩ ra câu trả lời, thì không suy nghĩ thêm nữa, yên lặng xem buổi biểu diễn. Bài này, tôi cũng biết hát mấy câu, nhưng không nhuần nhuyễn lắm. Chu Dương khẽ cười nói, không có gì đáng ngượng ngùng cả, nói thẳng ra thì sẽ không mất mặt. Huống hồ, mấy người ở đây cũng chưa chắc sẽ biết hát. Buổi biểu diễn diễn ra rất thuận lợi. Vốn dĩ buổi biểu diễn sẽ diễn ra trong 4 giờ, sau 2 giờ, sẽ có nửa giờ để hoạt động giao lưu với fan hâm mộ. Khi đó, Rocket Girl sẽ thông qua máy quay ở trên màn hình lớn lựa chọn ra fan hâm mộ, lên sân khấu hát cùng Rocket Girl. Những fan hâm mộ bên dưới sân khấu đặc biệt phấn khích chú ý đến hoạt động này. Sẽ không chọn tôi chứ? Trong lòng Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ, vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Nhưng ở đây có tới 70-80.000 người, khả năng chọn chúng anh chắc chắn rất thấp. Sau đây, chúng tôi sẽ chọn ra hai người lên sân khấu hát cùng chúng tôi nhé. Không biết ai sẽ may mắn đây. Tô Hiểu Manh tinh danh đáng yêu nói. Còn ánh mắt của những fan hâm mộ lập tức liền trở nên căng thẳng. Nếu như được chọn chúng, có thể lên sân khấu hát cùng Rocket Girl, đến lúc đó, không cần phải lên báo đài, chỉ cần đăng bài lên trang cá nhân thôi, cũng sẽ có rất nhiều người chú ý đến. Đến lúc đó, có thể tạo ra một làn sóng dữ dội. Rất nhanh, trên màn hình lớn các hình ảnh chuyển động liên tục. Về căn bản, hình ảnh của những người đang ở trong trung tâm thể thao này đều sẽ xuất hiện trên đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ chọn hai người. Được, dừng. Tô Hiểu Manh đưa tay chỉ về phía màn hình nói lớn. Trên màn hình lớn lúc này cũng lập tức hiện ra hình ảnh của một nam thanh niên. À, là tôi sao? Chọn chúng tôi sao? Tôi xúc động quá. Nam thanh niên thấy mình được chọn chúng, hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, liền đứng thẳng lên, không ngừng quay qua ôm những người bên cạnh. Có người thứ nhất, dĩ nhiên sẽ có người thứ hai. Được, dừng. Màn hình lớn một lần nữa dừng lại, lúc này, khuôn mặt một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trong mắt mọi người. Chu Dương nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình lớn, lập tức kinh ngạc. Đó rõ ràng chính là anh. Không chỉ có Chu Dương, mấy người còn lại cũng rất ngạc nhiên. Bọn họ cũng không ngờ rằng, Chu Dương lại may mắn, được chọn trong số rất nhiều người ở đây, có thể lên sân khấu hát cùng Rocket Girl. Ha ha, Chu Dương, lên trên đó, đừng có mà không biết hát nha. Thẩm Bích Quân danh mãnh cười nói, nháy mắt mấy cái với Chu Dương. Ngưu Xuyên, Trần Hân, còn có Tạ Linh Ngọc chỉ nhìn Chu Dương cười. Bọn họ không nói gì, không có nghĩa là bọn họ không muốn nói. Ngược lại. Giờ phút này suy nghĩ trong lòng bọn họ cũng giống như Thẩm Bích Quân vậy. Ngay cả Chu Dương vừa nãy cũng nói, lời bài hát của Rocket Girl anh không thuộc lắm. Bây giờ, anh lại được chọn chúng để lên hát cùng, đến lúc đó nếu không hát được, nhất định sẽ bị người khác chê cười. Nếu là ở những trường hợp khác, Chu Dương bị người chê cười, bọn họ khẳng định không sẽ không vui. Nhưng bây giờ không giống vậy, bọn họ đến đây để xem buổi biểu diễn, nếu anh không hát được. Bị fan hâm mộ dưới sân khấu chê cười, thì bọn họ cũng sẽ chỉ cười nhạt. À, là anh Dương. Tô Hiểu Manh xoay người nhìn thấy Chu Dương trên màn hình lớn, nhất thời kích động che miệng. Còn Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm đứng bên cô, dĩ nhiên cũng nghe được tiếng kinh hô. Đây chính là anh Dương mà Hiểu Manh cậu ngày đêm thương nhớ sao. Dáng vẻ cũng được đấy, hi hi, Manh Manh, mình ủng hộ cậu. Hai người nhìn nhau, rồi cười nói với Tô Hiểu Manh. Ánh mắt trêu ghẹo, thậm chí còn có chút tinh quái. Hai bọn họ thậm chí đã nghĩ ra cách để chỉnh đốn Chu Dương,
sau khi anh bước lên sân khấu. Rất nhanh, nam thanh niên thứ nhất cùng Chu Dương đã lên sân khấu. Những fan hâm mộ phía dưới không được chọn, chúng chỉ biết nhìn họ với ánh mặt ngưỡng mộ, ghen tị. Hoan nghênh hai vị, có muốn chào hỏi mọi người một chút không? Tô Hiểu Manh tinh danh, cười hì hì nói. Tôi tên là Trương Thư Phát, có thể đứng trên sân khấu này khiến tôi rất kích động, tôi thích Rocket Girl rất lâu rồi. Nam thanh niên đầu tiên mặt đầy kích động nói, tôi tên là Chu Dương. Còn đến lượt Chu Dương, anh cũng chỉ giới thiệu tên mình một cách đơn giản. Anh không muốn để nhiều fan hâm mộ của Rocket Girl biết đến lai lịch của mình, ngộ nhỡ bọn họ vì ghen tị mà làm ra chuyện gì đó, thì Chu Dương thật sự không muốn thấy. Được rồi, hoan nghênh Trương Thư Phát và Chu Dương. Hôm nay chúng ta cùng nhau hát bài Em Thật Sự Yêu Anh. Hai bạn biết hát không? Tô Hiểu Manh cười ha hả nói. Tôi biết hát, ca khúc nào của nhóm, tôi cũng biết hát. Trương Thư Phát trả lời trước, ánh mắt nhìn Tô Hiểu Manh chằm chằm không dứt. Tô Hiểu Manh vì phải chiếu cố đến fan hâm mộ, nên cô không chú ý đến điều này. Nhưng Chu Dương đã nhạy bén phát giác ánh mắt của Trương Thư Phát. Trong nháy mắt, trong lòng Chu Dương liền có cảm giác khó chịu. Anh cũng không biết tại sao, khi có người đàn ông khác nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu Manh, lại khiến anh có cảm giác cực kỳ khó chịu. Tôi chỉ biết hát một chút. Chu Dương vừa âm thầm quan sát Trương Thư Phát, phòng ngừa hắn ở đây có hành động gây rối, vừa trả lời câu hỏi. Hứ, hứ, hứ. Thật là rác rưởi, nếu đã không biết hát, vậy còn lên sân khấu làm gì? Đúng vậy, hay là nhường may mắn cho tôi đi. Nhưng câu trả lời của Chu Dương lại khiến người hâm mộ bên dưới sân khấu hết sức khó chịu. Anh rốt cuộc có phải là fan của Rocket Girl không? Nếu như là fan hâm mộ, tại sao lại không biết hát ca khúc của Rocket Girl? Nếu như không phải, bây giờ anh đứng trên sân khấu, cũng như rơi xuống hầm cầu, khiến những người khác mất đi một cơ hội tốt như vậy. Ha ha, thật là dễ thương, nhưng mà không sao, Manh Manh sẽ hát cùng anh nhé. Tô Hiểu Manh nháy mắt, cười lớn nói. Chu Dương khẽ cười, âm thầm gật đầu, tỏ ý đã hiểu ám hiệu của Tô Hiểu Manh. Rất nhanh, tiếng nhạc dạo liền vang lên. Là ca khúc nổi tiếng nhất của Rocket Girl. Trong phạm vi và nước, mọi người đều biết đến, nhất là thế hệ trẻ ai ai cũng thuộc lòng bài hát. Vì vậy, khi bài hát bắt đầu vang lên, dưới sân khấu những fan hâm mộ liền lập tức hát theo. Chu Dương thật ra không thuộc lời bài hát này lắm, nhưng cũng may Tô Hiểu Manh đã sớm chuẩn bị. Cô đứng một bên Chu Dương, dẫn dắt anh hát cùng. Rất nhanh, bầu không khí trong trung tâm thể thao liền thay đổi. Lúc này, một tia sáng thoáng qua đôi mắt của Chu Dương. Trương Thư Phát sắc mặt dữ tợn, giống như lên cơn điên, hắn cầm dao găm trong tay, trực tiếp đâm thẳng về phía Tô Hiểu Manh. Cẩn thận! Chu Dương kinh hãi, vội vàng kéo Tô Hiểu Manh ra sau lưng, giơ chân lên, thẳng đá vào cổ tay của Trương Thư Phát. Nhưng Trương Thư Phát không bị đánh lùi ra. Hắn lướt qua Chu Dương, một lần nữa đâm dao về phía Tô Hiểu Manh. Đáy lòng Chu Dương trùng xuống, khi vừa bắt đầu anh đã phát hiện ra ánh mắt Trương Thư Phát có gì đó không đúng lắm, khoảng thời gian này, anh vẫn luôn quan sát đối phương. Nhưng Chu Dương không hề nghĩ rằng Trương Thư Phát sẽ lựa chọn lúc này để ra tay. Hơn nữa còn muốn đâm Tô Hiểu Manh. Thông qua những hình ảnh phát ra trên màn hình lớn, fan hâm mộ ở dưới đều đã nhìn rõ những gì diễn ra ở trên sân khấu. Nhất thời, những tiếng hét chói tai kinh hoàng vang lên. Chương 114. Điều tra đến cùng. Anh Dương. Sự việc kinh hoàng trên sân khấu, khiến tất cả mọi người đều ngây người sững sốt. Nhưng Ngưu Xuyên với danh nghĩa là người của Chu Dương, lúc này cũng không dám buông lỏng, một mực nhìn quanh cảnh giác. Khi Trương Thư Phát lần đầu tiên ra tay, ở dưới sân khấu Ngưu Xuyên cũng đã có động tĩnh. Sân khấu cách mặt đất xấp xỉ 2 mét. Ngưu Xuyên chạy nước rút. Nhảy thẳng lên sân khấu, xông về phía Trương Thư Phát. Chu Dương lúc nãy chưa ngăn cản được Trương Thư Phát, trong lòng thắt lại, sau đó lại thấy Trương Thư Phát một lần nữa đâm về phía Tô Hiểu Manh, anh cố hết sức gắng gượng giơ tay ra đỡ. Suốt! Dao găm đâm rất sâu vào cánh tay Chu Dương, máu tươi lập tức phun trào. A! À, ba người Tô Hiểu Manh lúc này rơi vào trạng thái đờ đẫn, từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhất thời liền đứng tại chỗ sững sờ. Không biết phải làm gì. Đến khi Chu Dương bị đâm trúng, máu ảo ạt chảy ra, bọn họ mới la hoảng lên. Anh Dương! Tô Hiểu Manh nhìn cánh tay Chu Dương, khóc nức nở. Lúc này Ngưu Xuyên vừa xông lên thì nhìn thấy Chu Dương bị thương, trong lòng căm phẫn,
trực tiếp đá thẳng qua, khiến Trương Thư Phát ngã lộn nhào xuống. Mày rốt cuộc là ai? Một phát trúng đích, Ngưu Xuyên nắm chặt vào cổ áo của Trương Thư Phát, đè hắn xuống đất, lạnh lùng quát lên. Lúc này, đội bảo vệ do ban tổ chức thuê đến buổi biểu diễn mới bắt đầu phản ứng lại, vội vàng xông lên, vây quanh Trương Thư Phát. Hiểu Manh, cậu không sao chứ? Triệu Uyển Dung, Trương Điềm Điềm, và cả chị Dương liền đến cạnh bên Tô Hiểu Manh, ân cần hỏi. Khung cảnh vừa nãy, thật sự khiến họ bị dọa khiếp sợ rồi. Lúc Trương Thư Phát cầm dao găm, đâm về phía Tô Hiểu Manh, cả người bọn họ kinh hoàng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nếu như Trương Thư Phát đâm chúng, Tô Hiểu Manh xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mình không sao, nhưng anh Dương bị thương rồi. Tô Hiểu Manh trên mặt còn đọng vài giọt nước mắt, lắc đầu liên tục, nói mình không sao. Nhưng giờ phút này cánh tay của Chu Dương bị Trương Thư Phát đâm trúng, máu chảy ròng ròng. Bác sĩ, mau đến xử lý vết thương giúp Chu Dương tiên sinh. Chị Dương nhìn thấy Tô Hiểu Manh không sao, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sắp xếp người chữa trị cho Chu Dương. Ngưu Xuyên nhanh chóng giao Trương Thư Phát cho bảo vệ, vội vàng qua xem vết thương của Chu Dương. Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Chu Dương che cánh tay, khẽ cười nói. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, anh thấy con dao găm trong tay Trương Thư Phát đâm về phía cánh tay mình, Chu Dương đã nhanh chóng hất khuỷu tay, lần này khó khăn lắm mới tránh qua được. Còn cơn dao găm trong tay Trương Thư Phát cũng chỉ làm cánh tay Chu Dương bị thương nhẹ ngoài da. Mặc dù như vậy, vết thương vẫn gây đau nhức vào tận tim gan. Nhân viên y tế rất nhanh chóng, sau khi kiểm tra vết thương của Chu Dương không có gì đáng ngại, liền tiến hành khử trùng băng bó cẩn thận. Xảy ra chuyện như vậy, chưa nói tới sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, nhưng buổi biểu diễn trước mắt thì nhất định phải tạm dừng lại. Cũng may fan hâm mộ của Rocket Girl tương đối lý trí, khi chị Dương tuyên bố buổi biểu diễn tạm dừng lại, cũng không có nhiều fan hâm mộ gây sự ồn ào. Phía sau sân khấu, Chu Dương ngồi ở trên ghế, có chút trầm mặc. Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Hân, Tô Hiểu Manh bốn người vẫn luôn đứng trước mặt anh, không ngừng ân cần chăm sóc vết thương. Còn Triệu Uyển Dung cùng Trương Điềm Điềm đã được chị Dương đưa về trước. Dẫu sao, sự việc này, chị Dương cũng biết rõ, chỉ muốn để chút không gian cho Tạ Linh Ngọc bọn họ. Còn về tiểu nha đầu Tô Hiểu Manh, vừa tránh được một kiếp nạn, khiến Chu Dương bị thương, nói thế nào, cô cũng phải ở lại chăm sóc Chu Dương. Chị Dương không biết phải làm sao, chỉ có thể để mặc Tô Hiểu Manh. Hu hu, đều là lỗi của em, nếu không phải vì cứu em, anh Dương cũng sẽ không bị thương. Tô Hiểu Manh nhìn cánh tay băng bó của Chu Dương, còn có vài vết máu in đậm da đỏ thẫm, nhất thời cực kỳ đau lòng, không kiềm chế được liền khóc. Chuyện này không liên quan đến em, chỉ tại tên xúc sinh kia, nếu để tôi biết được ai là người sai khiến, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Thẩm Bích Quân vỗ nhẹ vai Tô Hiểu Manh, lạnh lùng nói. Nói thật, khi thấy Chu Dương bị dao găm đâm trúng, máu chảy đầm đìa, Thẩm Bích Quân lòng như lửa đốt, căn bản không còn để ý tới những thứ khác. Dường như chỉ sau khi Ngưu Xuyên bước lên, cô cũng nhanh chóng đi theo sau. Mặc dù Chu Dương bị thương không phải quá nặng, nhưng vẫn làm cho Thẩm Bích Quân hết sức tức giận. Điều này suy cho cùng vì Chu Dương là người của công ty, hay vì nguyên nhân khác, Thẩm Bích Quân. Chương 114, điều tra đền cùng, nhất thời không nghĩ ra. Sao rồi, có tin tức gì chưa? Chu Dương ngẩng đầu, nhìn Ngưu Xuyên, trầm giọng hỏi. Ngưu Xuyên lúc đầu khống chế Trương Thư Phát. Hơn nữa còn giao hắn cho bảo vệ tại hiện trường, thiết nghĩ đến bây giờ chắc cũng đã có chút manh mối. Tạm thời chưa có manh mối, tên Trương Thư Phát đến đây một mình, không có đồng bọn, vì vậy chưa tìm được ai để dò hỏi thêm thông tin nhưng bọn họ đã báo cảnh sát rồi, đợi có kết quả, nhất định sẽ thông báo cho chúng ta. Ngưu Xuyên sắc mặt ảm đạm, đồng thời trong giọng nói thấy được cậu đang tự trách mình. Cú đánh bất ngờ của Trương Thư Phát, Ngưu Xuyên căn bản không thể ngờ đến, vì vậy đã không kịp thời ngăn chặn. Lúc này mới khiến Chu Dương rơi vào nguy hiểm, dẫn đến bị thương. Vừa nghĩ tới bản thân từ một bảo vệ nhỏ nhỏ ở tiểu khu, đến nay đã có một chỗ đứng trong công ty danh Dương, thậm chí mấy nhà máy công xưởng sản xuất mặt nạ làm trắng da chống lão hóa đều do cậu phụ trách. Tất cả những thứ này, đều nhờ có Chu Dương. Còn bây giờ, nhìn thấy Chu Dương bị thương ngay trước mắt mình, điều này làm cho Ngưu Xuyên cảm thấy mình chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ Chu Dương. Báo với cảnh sát. Hãy nhanh chóng điều tra rõ mọi chuyện, còn chúng ta trong lúc này cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Chu Dương trầm tư một lát, chậm rãi nói. Lần này Trương Thư Phát đến quá bất ngờ,
chúng ta căn bản không có chút đề phòng. Nhưng không ai trong chúng ta dám bảo đảm, lần sau, có còn thêm Trần Thư Phát, Vương Thư Phát nữa hay không, sẽ có những phương thức đánh lén như thế nào. Cho nên chuyện này, nhất định phải điều tra tới cùng. Tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ một manh mối nào. Chu Dương trầm giọng nói, những người còn lại lúc này cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Chu Dương. Đúng vậy, trên đời này, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ cảnh giác những tổn thương mà người khác gây ra cho mình, điều này cũng không thực tế. Nếu muốn những chuyện đánh lén như thế này không xảy ra nữa, nhất định phải điều tra rõ âm mưu đằng sau lưng Trương Thư Phát. Chu Dương mơ hồ có một loại cảm giác, chuyện này, tuyệt đối không phải liên quan trực tiếp nhất đến Tô Hiểu Manh. Lúc Trương Thư Phát dùng dao găm đâm về phía Tô Hiểu Manh, rõ ràng mục đích của hắn không phải muốn giết người, chỉ muốn dụ họa mọi người một phen. Rất có thể, Trương Thư Phát và người sai khiến hắn, đang muốn đối phó với người ở sau lưng Tô Hiểu Manh. Bỗng dưng, Chu Dương lúc này đột nhiên kinh hoàng, anh không hề biết rõ về con người Tô Hiểu Manh. Ngoại trừ cô là một thành viên của nhóm Rocket Girl, Tô Hiểu Manh rốt cuộc còn có thân phận gì, khiến Trương Thư Phát liều lĩnh như vậy, trong buổi biểu diễn ở nơi công cộng lại muốn ám sát cô. Xuyên tử, lập tức liên lạc với đồn cảnh sát, phải điều tra kỹ những manh mối liên quan, chúng ta cũng không chỉ dựa vào cảnh sát bọn, tự mình cũng phải đi điều tra. Chu Dương sau khi căn dặn xong, liền nhìn mọi người. Tất cả mọi người ra ngoài trước đi, tôi có chút chuyện, cần hỏi Hiểu Manh. Mặc dù có chút không bằng lòng, nhưng Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân cùng Trần Hân cũng không phản đối, yên lặng đi ra ngoài. Giờ phút này, phía sau sân khấu chỉ còn lại một mình Tô Hiểu Manh, và một người bị thương, Chu Dương. Anh Dương, anh muốn hỏi em chuyện gì vậy? Chương 115, có từng đắc tội với ai không? Chu Dương nhìn Tô Hiểu Manh thanh tủ đứng trước mặt mình. Giờ phút này những giọt nước mắt trên mặt Tô Hiểu Manh còn chưa khô hết. Hơn nữa, trong ánh mắt của cô, vẫn còn chút sợ hãi. Mặc dù Tô Hiểu Manh đã cố giả vờ bình tĩnh, nhưng Chu Dương vẫn thấy rất rõ ràng. Chuyện vừa mới nãy, mặc dù không gây ra thương vong quá lớn, chỉ lưu lại một vết thương trên cánh tay Chu Dương. Nhưng Chu Dương giờ phút này mới nghĩ lại, nếu như lúc đó anh không kịp phản ứng, Trương Thư Phát hung ác hơn một chút, thì kết quả rất có thể không giống như thế này. Huống hồ, Tô Hiểu Manh chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, trong ký ức của cô, căn bản chưa từng gặp phải những chuyện như vậy. Vì vậy, bất ngờ bị ám sát, mặc dù cô không hề bị thương, nhưng vẫn gây chấn động tâm lý mạnh đối với cô. Trong chốc lát Chu Dương đã nghĩ đến điều này, nhưng ở cấp độ sâu xa hơn, anh cũng phải nghiêm túc suy xét. Trương Thư Phát rõ ràng là người được chọn ra từ những hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng giống như một fan hâm mộ Rocket Girl thật sự. Như vậy tại sao đến khi hát được nửa bài hắn lại bắt đầu hành hung? Trong khi Tô Hiểu Manh không hề quen biết với Trương Thư Phát, hắn lại có động cơ gì để làm hại Tô Hiểu Manh? Trước mắt, điều duy nhất Chu Dương có thể nghĩ tới, là trước đây Tô Hiểu Manh trong lúc lơ đảng, đã từng đắc tội với Trương Thư Phát. Hoặc có thể, người nhà, người thân thích của Tô Hiểu Manh đã từng làm chuyện gì đó với hắn. Như vậy mới dẫn đến tâm lý muốn trả thù của Trương Thư Phát. Phía sau sân khấu lúc này vắng lặng, Chu Dương không kiềm chế được, nghiêm túc hỏi. Hiểu Manh, em, hoặc người nhà em, gần đây có đắc tội với ai không? Chu Dương trầm giọng hỏi, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc. Anh không thể không làm như vậy. Hôm nay anh ngăn cản được Trương Thư Phát, Tô Hiểu Manh không hề bị thương. Nhưng ai cũng không dám bảo đảm. Ngày mai liệu có xuất hiện thêm một Trần Thư Phát khác đến làm hại Tô Hiểu Manh nữa hay không? Đến lúc đó, sẽ không có ai ở bên cạnh bảo vệ cô. Anh Dương, em không hiểu anh đang nói gì, từ trước đến nay em chưa từng đắc tội với ai cả. Tô Hiểu Manh mơ hồ nhìn Chu Dương, đầu óc trống rỗng, căn bản không hiểu Chu Dương đang có ý gì. Dẫu sao, lúc này cô cũng không lý giải được thể nào là khái niệm báo thù. Em nói em căn bản không quen biết tên Trương Thư Phát đó. Vậy tại sao hắn lại muốn làm hại em? Rất có thể, ngày trước em hoặc người nhà em đã từng đắc tội với hắn. Chu Dương kiên nhẫn giải thích. Trước mắt, trong tình huống chưa có được bất kỳ thông tin nào từ cảnh sát, Chu Dương chỉ có thể nghĩ theo phương hướng này. Mà bình thường, thì phương hướng này cũng tương đối chính xác. Không có, anh Dương, em sao có thể đắc tội với ai chứ? Còn về người nhà em căn bản chưa từng tiết lộ thông tin của người nhà với bất cứ ai. Bọn họ sẽ không đắc tội với ai hết. Tô Hiểu Manh gật đầu, nhỏ giọng nói. Như vậy,
Chu Dương cũng không tiếp tục hỏi. Tô Hiểu Manh nếu đã nói chưa từng đắc tội với ai thì sẽ không có người nào mà cô đã từng đắc tội. Dẫu sao, những cô gái của Rocket Girl bình thường đều hoạt động cùng nhau, không thể có chuyện chỉ có một mình Tô Hiểu Manh đắc tội với người khác. Vậy đi, thời gian tới, em tạm thời đừng lộ diện, đợi sau khi có kết quả điều tra từ cảnh sát rồi tính tiếp, anh nghĩ, chị Dương quản lý của em nhất định sẽ sắp xếp tốt. Chu Dương vỗ nhẹ vào vai Tô Hiểu Manh, phát hiện bả vai của cô gái nhỏ này đang khẽ run lên. Đây rõ ràng vì tất cả những gì vừa mới xảy ra. Trái tim Chu Dương bỗng nhiên dịu lại, cảm thấy Tô Hiểu Manh cũng thật không dễ dàng. Mặc dù là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Girl, mỗi ngày đều tiếp nhận rất nhiều điều tươi đẹp diễm lệ, được vô số người theo đuổi. Nhưng sự nguy hiểm và áp lực to lớn, mọi lúc mọi nơi luôn bao trùm lấy cô. Chu Dương không biết Rocket Girl ký hợp đồng với công ty quản lý nào, nhưng chuyện hôm nay như vậy, cũng thấy được những sai lầm trong tổ chức chưa hiệu quả của công ty quản lý. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, ngoại trừ chị Dương là người quản lý cùng đến đây, thì không có bất kỳ ai trong công ty quản lý đến hỏi thăm. Chưa kể rằng Rocket Girl bây giờ đang lúc nổi tiếng, dù là chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty quản lý thì lúc này cũng nên bày tỏ một chút gì chứ. Trong lúc này, có một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Chu Dương. Tự thành lập một công ty quản lý. Nói cách khác, là thành lập một công ty giải trí, kiêm hợp đồng quản lý và hợp đồng nghệ sĩ. Như vậy, có thể ký hợp đồng với Rocket Girl. Chu Dương có thể sắp xếp mấy người triệu binh phụ trách bảo vệ an toàn cho Rocket Girl. Nếu thế, Chu Dương cũng yên tâm hơn nhiều, có. Thể thông qua công ty mới làm quen với nhiều minh tinh, để họ tuyên truyền quảng bá cho công ty danh Dương, hoặc công ty anh thành lập. Ý tưởng này một khi đã xuất hiện thì không ngăn cản được. Nó giống măng non mùa xuân mọc lên sau cơn mưa, đang đâm chồi nảy mầm điên cuồng trong đầu Chu Dương, hơn nữa còn nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Chu Dương thậm chí không kiềm chế được, bây giờ muốn bắt đầu chuẩn bị. Nhưng lý trí đã ngăn cản Chu Dương. Anh Dương, bên đồn cảnh sát có tin tức rồi. Ngay lúc Chu Dương đang thỏa sức tưởng tượng, Ngưu Xuyên đột nhiên đẩy cửa vào, trầm giọng nói. Tin tức gì? Chu Dương hỏi, trong lòng bắt đầu có chút hỗn loạn. Trương Thư Phát lúc mới bắt đầu hắn khăng khăng nói lý do vì mình ghen tị Tô Hiểu Manh gần gũi với anh, nên muốn trả thù anh. Nhưng khi cảnh sát nghiêm khắc tra hỏi, hắn đã không chịu đựng được áp lực, chủ động khai báo hét. Ngưu Xuyên nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, nhìn Chu Dương, muốn nói nhưng lại thôi. Ừ, thế nào? Ngưu Xuyên nói được một nửa đột nhiên dừng lại, Chu Dương liền ngẩng đầu lên hỏi. Cái này. Ngưu Xuyên dừng một chút, rồi nói tiếp. Trương Thư Phát thừa nhận, đã bị người khác sai khiến, hơn nữa, mục đích chủ yếu của hắn thật ra là nhằm vào anh. Ngưu Xuyên vừa dứt lời, Chu Dương liền sững sờ tại chỗ. Có ý gì, nhằm vào tôi? Chu Dương cười miễn cưỡng, bản thân anh vừa nãy còn hỏi Tô Hiểu Manh có đắc tội với ai không, mới khiến Trương Thư Phát hành hung như vậy. Thật không nghĩ rằng, người Trương Thư Phát nhằm vào, không phải Tô Hiểu Manh mà là anh. Tôi căn bản không quen biết hắn, tại sao hắn phải nhằm vào tôi? Chu Dương hỏi, nếu Trương Thư Phát thừa nhận là nhắm vào mình, thì nhất định có lý do gì đó. Chu Dương nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện bản thân anh trước giờ hoàn toàn không quen biết Trương Thư Phát. Anh cũng chưa từng cùng xuất hiện với hắn ở bất cứ chỗ nào. Trương Thư Phát nhắc đến một cái tên. Tôn Thành. Ngưu Xuyên trầm giọng nói. Tôn Thành. Chu Dương nói nhỏ, phát hiện mình hoàn toàn không quen biết người này. Một giây kế tiếp, có một người liền xuất hiện trong đầu anh. Lúc đang soát vé ở bên ngoài trung tâm thể thao, có một người cầm vé VIP trong tay, luôn tìm mọi cách làm nhục anh. Sau khi vào bên trong anh ngồi xuống. Hình như cũng nhìn thấy hắn ngồi cách sau anh một hàng ghế. Là hắn. Chu Dương đột nhiên nhăn mặt. Anh không nghĩ rằng, chỉ sau một cuộc tranh cãi, bản thân anh không truy cứu tên Tôn Thành đó, hắn lại còn dám ra tay trước, sai người đến ám sát anh. Anh Dương, cảnh sát bây giờ đã triệu tập Tôn Thành rồi, nhưng lúc nãy em mới vừa nghe thấy tên Trương Thư Phát nói, Tôn Thành này ra thể không tầm thường, hắn là người của Tôn gia Đông Hải. Ngưu Xuyên trầm giọng nói, sắc mặt có chút do dự. Trước mắt, Ngưu Xuyên phải nói rõ hết toàn bộ chi tiết, tin tức có liên quan đến chuyện này với Chu Dương, để anh có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Chương 116. Tôi không phải người dễ bị hù dọa. Tôn gia Đông Hải. Chu Dương lập tức nhớ ra lúc ở trường Đại học Đông Hải đã từng gặp Tôn Thiên.
Tôn Thiên đó chính là người của Tôn gia Đông Hải. Hơn nữa, nhìn vào biểu hiện của Tô Vĩ lúc đó, dường như rất kiêng dè Tôn Thiên. Người có thể khiến Tô đại thiếu gia kiêng dè, ngoài sức mạnh của bản thân, thực lực của Tôn gia nhất định sẽ không thấp. Ít nhất, cũng không thua kém với Tô gia. Tuy nhiên Chu Dương lại có chút xem thường. Tôn gia thì sao, so với Chu gia, chỉ giống như những con ruồi bay quanh cây đại thụ. Càng huống hồ, ngay cả Tôn Thiên cũng bị Ngưu Xuyên đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Không lẽ anh lại sợ một tên Tôn Thành? Dẫu sao trước đó ở bên ngoài trung tâm thể thao, biểu hiện của Tôn Thành lúc hắn đối diện với chị Dương, Chu Dương đều đã chú ý đến. Người như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là con cháu trong dòng họ Tôn gia, mà còn là loại không được coi trọng. Đi, chúng ta đến đồn cảnh sát một chuyến. Chu Dương lên tiếng, trực tiếp đứng dậy. Tiểu Manh, em ở đây, đi theo mấy người chị Dương, anh đến đồn cảnh sát một chuyến. Nói xong Chu Dương liền trực tiếp đi ra. Giờ phút này, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và những người khác toàn bộ đều đang đợi ở bên ngoài. Thấy Chu Dương đi ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về anh. Chị Dương, Triệu Uyển Dung và Trương Điềm Điềm có chút kinh ngạc nhìn Chu Dương. Bọn họ vẫn luôn nghe Tô Hiểu Manh nhắc tới anh, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ rằng sẽ xảy ra sự việc như thế này. Cũng may thay tại thời khắc quan trọng Chu Dương đã đứng ra phía trước bảo vệ Tô Hiểu Manh, vì thế cô mới không bị thương. Về điểm này, bọn họ vô cùng cảm kích anh. Chu tiên sinh, hôm nay rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, hậu quả khó mà lường được. Chị Dương dẫn đầu bước tới, rất nghiêm túc cúi đầu với Chu Dương. Triệu Uyển Dung cùng Trương Điềm Điềm cũng vội vàng học bộ dạng của chị Dương, cúi đầu nhẹ xuống. Việc này không liên quan lắm đến Hiểu Mạnh, nói thực vẫn là tôi liên lụy đến cô ấy, khiến cô ấy phải chịu kinh sợ, mọi người nhanh đi vào an ủi cô ấy, tôi bây giờ phải đến đồn cảnh sát. Chu Dương đỡ mấy người dậy, trầm giọng nói mấy câu, liền chuẩn bị rời đi. Chúng tôi đi cùng anh. Chu Dương chưa đi được vài bước, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân liền theo sau. Tôi sẽ ở lại đây với Manh Manh. Sau khi do dự một lúc, Trần Hân vẫn lựa chọn ở lại cùng Tô Hiểu Manh, dù sao cô cũng biết mình đi theo sẽ không giúp được gì. Được. Chu Dương gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bốn người rất nhanh đã đến đồn cảnh sát. Lúc này bên ngoài đồn cảnh sát sớm đã bị bao vây bởi rất nhiều phóng viên. Rocket Girl là một nhóm nhạc đang rất nổi tiếng trên toàn quốc, nhưng buổi biểu diễn ở Đông Hải lại xảy ra việc hành hung ám sát như vậy. Đây giống như một quả bom ngầm dưới nước. Ngay lập tức gây bùng nổ toàn bộ giới giải trí. Một nơi thiên thời địa lợi của ngành truyền thông như thành phố Đông Hải, sau khi nhận được thông tin, sẽ lập tức xuất hiện một cách rất nhanh chóng. Sau khi Chu Dương xuống xe, nhìn thấy ít nhất mười mấy phóng viên của các hãng truyền thông đã đợi sẵn. Thủ phạm Trương Thư Phát bị đưa đến đồn công an, sự việc này căn bản không thể giấu được. Còn những phóng viên này, vì muốn có được những tin tức đầu tiên, cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi. Mọi người nói, cái người tên Trương Thư Phát này tại sao lại muốn ám sát Rocket Girl? Cái này tôi không biết, nhưng mà nghe nói lúc đó rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã làm bị thương Tô Hiểu Manh, nếu không phải có một người hâm mộ khác lao ra giúp đỡ, bây giờ e rằng càng hỗn loạn hơn rồi. Mọi người nói, có khi nào là do Tô Hiểu Manh từng gây thù oán với ai đó, rồi bị người ta báo thù. Muôn hình vạn trạng các kiểu nghị luận không ngừng từ miệng những phóng viên này phát ra. Chu Dương đứng sau họ, nghe thấy liền chau mày. Họ đoán như thế nào là quyền của họ, chỉ cần điều tra rõ sự việc, đến lúc đó tất cả suy đoán vô căn cứ sẽ tan thành mây khói. Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương cau chặt lông mày, không nhịn được giải thích. Chu Dương không nói gì nhiều, trực tiếp tiến vào đồn cảnh sát. Sau khi chứng minh thân phận, một vị cảnh sát trực tiếp dẫn Chu Dương cùng mấy người đi vào trong. Mấy người này sao lại được vào trong? Đúng vậy, dựa vào đâu bọn họ có thể vào, chúng tôi lại không được vào chứ, chúng tôi là phóng viên. Chúng tôi cũng muốn vào. Thấy bốn người Chu Dương trực tiếp đi vào, phóng viên lại ngồi sớm bên ngoài túc trực. Nhưng ngay sau khi phản ứng lại, bọn họ cũng làm ầm ĩ lên, từng người kêu gào muốn được vào trong. Bọn họ là đương sự, tất nhiên có thể đi vào, còn các người, vẫn nên ngoan ngoãn ở đây đợi đi. Một vị cảnh sát trực ban hời hợt bỏ lại một câu, rồi trở lại vị trí công việc của mình. Nghe cảnh sát nói vậy, các phóng viên cũng không nói được gì. Nhưng chỉ sau vài giây, họ liền trở nên kích động. Vậy mà lại là đương sự. Đúng, vậy chúng ta có thể phỏng vấn họ, họ nhất định biết nhiều hơn. Tốt quá rồi,
chúng ta bây giờ đợi ở đây, chỉ cần bọn họ đi ra, chúng ta liền xông lên. Các phóng viên sôi nổi hẹn nhau, thậm chí còn kết thành đồng minh công thủ, chuẩn bị cho công việc phỏng vấn tiếp theo. Chu Dương lúc này theo bước cảnh sát, đã đến khu vực nội bộ. Vụ hành hung trong buổi biểu diễn của nhóm Rocket Girl nói thật không được xem là chuyện quá lớn, trong tình huống thông thường, với những vụ án hành hung như vậy thì cảnh sát sẽ giải quyết rất nhanh chóng. Nhưng lần này thì khác, người bị hại là thành viên của nhóm Rocket Girl, nhóm nhạc có danh tiếng rất lớn trong phạm vi toàn quốc. Tại thời điểm này xuất hiện sự việc hành hung, không đơn giản chỉ là ở phạm vi nhỏ mà là chủ đề mà toàn quốc đều quan tâm tới. Đồn cảnh sát tự nhiên không thể xử lý một cách tùy ý, mà cần phải cẩn thận điều tra. Sĩ quan Hách, người phụ trách vụ án này cũng đã trình bày lại tất cả những thông tin thu thập được từ Trương Thư Phát với mấy người Chu Dương. Mặc dù vụ án đòi hỏi tính bảo mật, nhưng Chu Dương là người trực tiếp bị hại, anh có quyền được biết một số nội dung cũng như chi tiết trong đó. Có một điểm tôi phải nói trước với anh. Sĩ quan Hách nhìn mấy người Chu Dương, sau đó suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói ra. Theo như những gì Trương Thư Phát khai báo, người sai khiến anh ta tên là Tôn Thành, thông qua điều tra, chúng tôi biết được Tôn Thành là người của Tôn gia ở thành phố Đông Hải. Chu Dương trước đó đã biết tin tức này từ Ngưu Xuyên, lúc này nghe được cũng không có cảm giác nào khác. Cảm ơn anh, sĩ quan Hách, chỉ là, ý đồ của người sai khiến hắn là làm hại tôi, với lại còn diễn ra ở nơi đông người, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ. Tôi không quan tâm hắn là người Tôn gia hay người của Trương gia. Nhưng nếu hắn động tới tôi nhất định sẽ không bỏ qua Chu Dương, tôi không phải là người dễ bị hù dọa. Chu Dương lạnh lùng nói. Sĩ quan Hách thấy thái độ kiên quyết của Chu Dương, cũng không nói gì nhiều, chỉ giúp bọn họ ghi lại bản ghi chép, ký tên xong và bảo bọn họ về trước. Chu Dương ở đồn cảnh sát không lâu, vốn dĩ sau khi cảnh sát tiếp nhận vụ việc này, nhất định sẽ theo trình tự chuyên nghiệp, không đến phiên anh khoa tay múa chân. Trên thực tế, Chu Dương chưa hề có suy nghĩ như vậy. Anh không quan tâm cuối cùng Trương Thư Phát sẽ nhận loại hình phạt nào, cũng không quan tâm Tôn Thành rốt cuộc sẽ bị trừng phạt ra sao. Chu Dương đều sẽ phản đòn theo cách của mình. Các người về trước đi, có chút chuyện, tôi phải suy nghĩ một chút. Ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt, Chu Dương liền trực tiếp rời khỏi đồn cảnh sát. Chỉ là khi bọn họ vừa mới bước chân ra khỏi đó, một vài phóng viên đang túc trực bên ngoài giống như đàn sói nhìn thấy con mồi, điên cuồng kéo đến. Chương 117. Làm trò đùa. Thật ra trong lòng Chu Dương đã có sự chuẩn bị, sẽ gặp phải sự việc như thế này. Chỉ là anh không nghĩ rằng, những người phóng viên này, khi nhìn thấy anh, lại giống như những con sói đói nhìn thấy đồ ăn ngon, căn bản không hề để ý đến hình tượng chút nào, chen chúc kéo đến trước mặt anh. Vị tiên sinh này, xin hỏi có phải anh là đương sự trong sự việc nhóm nhạc Rocket Girl bị ám sát không? Xin hỏi anh và Tô Hiểu Manh có quan hệ gì, tại sao lại giúp cô ấy đỡ dao? Xin hỏi lúc đó anh không nghĩ đến sự an nguy của bản thân mình sao? Anh cảm thấy vụ hành hung này là có chủ ý hay chỉ là ý nghĩ nhất thời? Các câu hỏi không ngừng được đặt ra bởi đám phóng viên, căn bản không cho Chu Dương bất kỳ cơ hội do dự và ngừng nghỉ nào. Những phóng viên này hận không thể biến Chu Dương thành người máy, có thể trả lời tất cả các câu hỏi cùng một lúc. Còn micro ở trong tay bọn họ, trực tiếp đưa đến trước mặt Chu Dương, chỉ còn thiếu chút nữa là chọc vào mặt anh. Chu Dương bị đám phóng viên bao vây, tâm trạng càng không tệ hơn, vẻ mặt cũng lập tức lạnh xuống. Chưa kể đến hành động bây giờ của họ là cực kỳ thô lỗ. Những câu hỏi bọn họ đưa ra, dường như tất cả trọng tâm đều chỉ hướng về tình hình lúc đó. Không một ai quan tâm đến sự an nguy của người bị hại là Tô Hiểu Minh và anh. Họ dường như chỉ muốn tìm ra sự thật ẩn giấu đằng sau vụ việc hành hung này, từ đó mà thêu dệt ra những câu chuyện, thu hút sự chú ý của mọi người. Chiếm lấy thị trường và thị hiếu của công chúng. Chu Dương không phản đối phóng viên có tâm tư đó, nhưng trong lúc này, sự việc mới chỉ xảy ra vài tiếng, mà bọn họ đã tìm kiếm thăm dò như lửa đốt, khiến trong lòng Chu Dương rất khó chịu. Chu Dương trước nay đều có một nguyên tắc. Ai làm anh khó chịu, anh sẽ khiến người đó khó chịu lại. Trước đây Trần Tuấn Sinh rõ ràng biết Chu Dương và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, nhưng vẫn cố tình quấy rối Tạ Linh Ngọc, thậm chí dùng mỹ phẩm duyệt kỳ ép buộc Tạ Linh Ngọc. Điều này khiến Chu Dương cực kỳ khó chịu, thế nên trong cuộc họp đấu thầu hạng ngạch hợp tác Chu Dương đã làm Trần Tuấn Sinh bực bội trước, sau đó từng bước tiếp tục nhắm vào hắn, khiến hắn khó chịu. Bây giờ đám phóng viên này khiến Chu Dương có cảm giác như vậy, Chu Dương cũng sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu.
vấn đề của các vị đã hỏi xong chưa? Chu Dương lạnh lùng hỏi, đôi mắt quét qua người đám phóng viên một lượt, vẻ mặt không chút dao động. Các phóng viên bất ngờ bị Chu Dương làm cho hồ đồ, không biết tại sao đột nhiên thái độ của anh lại trở lên lạnh nhạt như vậy. Thật sự thì, đám phóng viên này cho rằng mình là phóng viên, Chu Dương nhất định phải có thái độ tốt một chút với bọn họ. Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Dương chưa hề nhiệt tình với họ. Tôi biết mọi người có rất nhiều vấn đề cần hỏi, cũng biết mọi người rất muốn biết lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi thậm chí có thể nói ra hết chi tiết sự việc xảy ra lúc đó. Chu Dương nhẹ giọng nói, đôi mắt hơi híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tất cả phóng viên nghe đến đây, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng trở lên hưng phấn bất thường. Lời nói của Chu Dương đã quá rõ ràng, anh có thể kể hết chi tiết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Mà điều này, đang là nhiệm vụ sống còn của đám phóng viên này. Tất cả phóng viên đều đã bật sẵn bút ghi âm, chuẩn bị ghi âm lời Chu Dương sắp nói. Một số hãng truyền thông có thực lực, đã phái máy quay phim đến, lúc này cũng đều mở sẵn thiết bị, chuẩn bị ghi hình. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ Chu Dương lên tiếng. Nhưng mà, nhìn thấy đám phóng viên nghiêm túc như vậy, Chu Dương liền nói. Tôi không có dự định sẽ nói ra, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về toàn bộ sự việc. Sau khi Chu Dương nói xong, cười điềm tĩnh, căn bản không hề để ý đến phản ứng của đám phóng viên. Lúc này, tất cả phóng viên đều nhìn chằm chằm vào Chu Dương với đôi mắt mở to, ai ai cũng đều sửng sốt đờ đẫn. Theo sau nó là sự tức giận cực độ. Bọn họ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, bật bút ghi âm, bật máy ảnh, thậm chí, một số phóng viên trong lòng đã dự tính xong những gì mà họ sẽ viết sau khi quay về. Tất cả đều chuẩn bị xong, Chu Dương lại bảo rằng không có dự định nói ra. Hơn nữa, nhìn bộ dáng lúc này của anh, ngay từ đầu rõ ràng đã muốn chơi bọn họ một vố. Chết tiệt, anh như vậy không phải là muốn chơi xỏ chúng tôi sao? Đúng vậy, chúng tôi đều chuẩn bị xong hết rồi, anh lại không nói bất kỳ điều gì. Anh kia, có giỏi thì để lại họ tên, để xem khi về chúng tôi sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của anh như thế nào. Các vị, mọi người đừng để bọn họ đi, tên này không coi ai ra gì, đem chúng ta ra làm trò cười. Nếu hắn không đưa ra một lời giải thích, chúng ta đừng bỏ qua cho hắn. Cảm xúc của đám phóng viên thật sự bùng lên, từng người ùn ùn kéo đến trước mặt Chu Dương, không cho anh rời khỏi đó. Còn Ngưu Xuyên ngày lúc này bước nhanh một bước lên chắn trước mặt Chu Dương, ngăn bọn họ lại, khiến bọn họ không có cách nào chạm được vào Chu Dương. Nhưng càng như vậy, tâm trạng của đám phóng viên này lại càng phẫn nộ. Bọn họ không ngừng tấn công Ngưu Xuyên, trong lòng họ đã nghĩ. Nhất định phải tìm được tin tức về Chu Dương, sau đó viết bài không có lợi về anh. Hắn không phải đã đem họ ra làm trò cười sao? Vậy thì được, chúng ta sẽ phát động một cuộc công kích dư luận, đem mặt xấu của hắn ra trước mắt công chúng, để xem lúc đó hắn đến tìm chúng ta quỳ gối nhận tội như thế nào. Tất cả lùi lại. Đám phóng viên không ngừng tấn công tới, Ngưu Xuyên có chút chật vật, cơ trên bắp tay cũng đã nổi lên. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Đều lùi lại. Gây chuyện ở cổng đồn cảnh sát ư, các người muốn làm gì đây? Đúng lúc này, sĩ quan Hách kịp đến, nói một câu, mấy người cảnh sát trong đồn lập tức hành động, cản đám phóng viên lại. Các người không biết đây là đâu sao? Đúng là liều lĩnh. Sắc mặt của sĩ quan Hách u ám và rất khó coi. Đám phóng viên này, anh đều biết, hầu hết thường xuyên túc trực ở đồn cảnh sát nhiều năm, chỉ cần có vụ án gì, hoặc có sự việc đột phát. Họ giống như những con cá mập khát máu, có thể nhanh chóng tìm thấy và theo dõi mục tiêu. Thân làm cảnh sát, sĩ quan Hách đối với sự việc này cũng không có cách gì hơn. Thậm chí lúc này đám phóng viên không ngừng hỏi về tiến độ của vụ án, làm cản trở đến công việc của cảnh sát. Bởi vì bọn họ là phóng viên, nắm trong tay quyền dẫn dắt dư luận, thế nên sĩ quan Hách chỉ có thể cố gắng nhẫn nại. Nhưng lần này, bọn họ lại dám công khai gây chuyện trước đồn cảnh sát, bản chất hoàn toàn khác nhau. Sĩ quan Hách, cái này không thể trách chúng tôi được, đều là người này gây chuyện. Không sai, anh ta đem chúng tôi ra làm trò đùa, chúng tôi làm sao có thể nuốt nổi cục tức này. Đám phóng viên nhìn thấy sĩ quan Hách, cũng không chịu dừng lại, vẫn cứ tiếp tục tranh luận. Chu Dương đứng một bên nhìn đám phóng viên này, dường như tưởng rằng bọn họ mới là người nắm giữ sự thật, còn mình là người phản bội lại đức tin. Có chuyện gì vậy? Sĩ quan Hách không biết đầu đuôi sự việc. Không nhịn được nhíu mày. Sĩ quan Hách,
người này rõ ràng nói sẽ nói ra tất cả sự việc về vụ hành hung nhóm Rocketger, nhưng nói đến một nửa, lại không nói nữa, đây không phải là đem chúng tôi ra làm trò đùa sao? Một người phóng viên trẻ tuổi với mái tóc đầu đinh, bất bình giận dữ nói. Nhìn thấy bộ dạng Chu Dương như không có chuyện gì xảy ra, liền trừng mắt nhìn anh, nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Chương 118. Tôi đợi các người. Chu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sĩ quan Hách nghe xong, quay đầu nhìn Chu Dương, nhẹ giọng hỏi. Chuyện này cũng không phải nghiêm trọng lắm, cùng lắm chỉ là tranh chấp nhỏ giữa Chu Dương và phóng viên, cảnh sát bọn họ phụ trách hòa giải một chút là được. Không sai, tôi không định nói ra tất cả sự việc. Chu Dương gật đầu, không hề phủ nhận. Các anh nghe đi, tên tiểu tử này đến bây giờ vịt chết còn cứng mỏ. Đem chúng tôi ra làm trò đùa, cậu tưởng rằng chúng tôi dễ bắt nạt sao? Đúng vậy, nếu như tất cả mọi người đều giống cậu ta, vậy phóng viên chúng tôi còn lăn lộn trong ngành này được sao? Phơi bày, nhất định phải phơi bày. Đưa người nói lời không giữ lời này ra phơi bày trước toàn Đông Hải, để mọi người dân thành phố đều biết được bộ mặt xấu xa của hắn. Phóng viên ai ai cũng đầy căm phẫn, liên tục nói đủ các lời khó nghe. Tiểu tử, có giỏi thì nói ra lai lịch, nếu chúng tôi không xử lý được cậu, tôi sẽ quỳ gối dập đầu, gọi cậu là ông nội. Tuy nhiên, nếu cậu biết sai, nguyện ý nói ra chi tiết tất cả sự việc, đồng thời dập đầu xuống nhận sai và chịu xin lỗi, chúng tôi có thể tha thứ cho cậu tự mình chọn đi. Phóng viên trẻ tuổi kia đứng siêu vẹo trước mặt mọi người, ánh mắt coi thường nhìn Chu Dương, tôi chọn cách thứ nhất. Chu Dương cười nhạt. Cách thứ nhất gì? Tên phóng viên trẻ tuổi kia vẫn chưa kịp phản ứng lại, không kìm được, hỏi. Vậy chính là, cậu trực tiếp quỳ xuống dập đầu với chúng tôi, nhưng gọi ông nội thì miễn đi, tôi không có cháu trai như cậu. Chu Dương cười nhẹ, rất tùy ý, vốn không hề để tâm đến lời nói của hắn. Nghe Chu Dương nói xong, Tạ Ngọc Linh cùng Thẩm Bích Quân đứng bên cạnh không nhịn được liền mỉm cười, trong lòng cũng thả lỏng hơn nhiều. Bọn họ sợ Chu Dương sẽ xảy ra xung đột với đám phóng viên, đến lúc đó cánh phóng viên đông người, nếu cùng xông lên, bọn họ bên này căn bản không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ thấy Chu Dương coi nhẹ phóng viên trẻ tuổi này như vậy, hai người đẹp cảm thấy có chút buồn cười. Dường như Chu Dương bình tĩnh trước đây vẫn luôn ở đó, chưa hề rời đi. Không chỉ Tạ Linh Ngọc cùng Thẩm Bích Quân, mà còn có một tiếng cười khẽ phát ra từ đám phóng viên. Lúc này, tên phóng viên trẻ tuổi kia mới kịp phản ứng lại, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Tiểu tử, cậu chơi tôi. Hôm nay không thu phục được cậu, lão tử tôi không có tên Trần Hạo Nam nữa. Tên phóng viên trẻ thẹn quá hóa giận, thậm chí quên mất rằng mình còn đang ở trước cửa đồn cảnh sát, sĩ quan Hách cùng những cảnh sát khác toàn bộ vẫn đang ở bên cạnh. Đi chết đi. Trần Hạo Nam xông thẳng về phía Chu Dương, hắn tuy còn trẻ nhưng trước đây đã từng luyện tập, nên thân hình cơ bắp săn chắc, sức lực mạnh mẽ. Còn Chu Dương dáng vẻ thư sinh, không giống người thường xuyên vận động, cũng không có sức mạnh gì lớn. Một người như vậy, trong mắt Trần Hạo Nam, căn bản không là gì, hắn tự tin một nắm đấm có thể hạ gục Chu Dương, đến lúc đó, sẽ dạy dỗ Chu Dương một trận, để Chu Dương biết hậu quả của việc khiến hắn phát cáu. Chỉ là hắn quá tự tin, nên quên mất hiện tại mình đang ở đâu. Chính ngay lúc Trần Hạo Nam xông về phía Chu Dương, sĩ quan Hách lập tức hành động, trực tiếp tóm lấy tay, và chuẩn bị chế ngự hắn. Nhưng điều sĩ quan Hách không ngờ tới, là còn có người nhanh hơn anh. Ngưu Xuyên là người có phản ứng nhanh nhất, trước cả sĩ quan Hách, tung một cú đấm trực tiếp vào ngực Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, thì đã cảm thấy đau nhói ở trước ngực. Sau khi chịu đau, thế tấn công của hắn lập tức dừng lại, cả người co rúm thành hình con tôm, gục xuống đất, che ngực không ngừng rên rỉ. Sự việc xảy ra quá nhanh, khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng lại, Trần Hạo Nam đã bị Ngưu Xuyên chế ngự trên mặt đất. Sĩ quan Hách lặng lẽ thu hồi nắm đấm, trong lòng chấn động, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Ngưu Xuyên. Anh từng là lính đặc chủng, sau đó giải ngũ chuyển ngành, đến cục cảnh sát thành phố Đông Hải nhậm chức. Mặc dù công tác trong hệ thống công an nhưng bản lĩnh sức mạnh của sĩ quan Hách chưa từng bị phế bỏ. Loại người như Trần Hạo Nam, một mình anh cũng đủ đối phó với 10 người như vậy. Nhưng có thể cướp đòn ngay trước mặt anh, đánh Trần Hạo Nam gục xuống đất, đến bây giờ cũng không có được mấy người. Lẽ nào Ngưu Xuyên cũng là lính đặc chủng? Trong khoảnh khắc, đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu sĩ quan Hách, sau đó lại bị anh phủ định từng cái. Điều khiến sĩ quan Hách kinh ngạc là kỹ năng của Ngưu Xuyên,
trong khi những phóng viên khác giờ phút này lại đang sợ rằng Ngưu Xuyên có thể ra tay với họ. Mặc dù họ không biết sốt của cú đánh của Ngưu Xuyên nặng nhẹ thế nào, nhưng chỉ cần nhìn Trần Hạo Nam đang nằm trên mặt đất rên rỉ, trong đầu những phóng viên này lập tức cảm thấy ớn lạnh. Còn ai muốn lên thử không? Ngưu Xuyên sau khi đánh gục Trần Hạo Nam, lạnh lùng nhìn đám phóng viên bên dưới, nhẹ giọng nói, giống như tất cả sự việc vừa mới xảy ra là một việc nhỏ không hề trọng. Chưa nói đến biểu hiện quá lạnh lùng của Ngưu Xuyên lúc này, khiến đám phóng viên hoảng sợ. Chỉ cần nhìn Trần Hạo Nam rên rỉ trước mặt, trong lòng bọn họ đều cảm thấy ớn lạnh, từng người lùi về mấy bước. Giải hắn ta về đồn, hỏi xem hắn là người của tòa soạn nào, dám gây sự công khai trước cửa đồn cảnh sát, tôi nghĩ họ không muốn yên ổn nữa. Thấy tình hình đã được kiểm soát, trong lòng sĩ quan Hách cũng thở phào nhẹ nhõm, lập tức ra lệnh. Còn chiêu giết gà dọa khỉ vừa rồi của anh, khiến những phóng viên lúc này tức giận cũng không dám nói. Bọn họ đều đang kìm nén cơn giận trong lòng, đợi đến lúc rời khỏi đây an toàn sẽ chuẩn bị viết bài, đăng tin sự việc phát sinh ngày hôm nay lên các kênh truyền thông của mình. Sự hoảng loạn và mất mặt mà Chu Dương đem đến cho họ, họ sẽ truy cứu đến cùng. Tôi biết các người không phục, Chu Dương nhìn đám phóng viên. Anh hiểu rất rõ suy nghĩ trong lòng họ, lập tức tiến lên phía trước hai bước, dõi mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói. Nhớ đẩy, tên tôi là Chu Dương của công ty Danh Dương, nếu các người có ý định tìm tôi phục thù, thì không thành vấn đề. Tôi ở công ty Danh Dương đợi các người. Tự tin, tự tin tuyệt đối. Lúc này trên người Chu Dương phát ra một sự tự tin khiến con người ta phải kinh ngạc. Không chỉ Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đứng phía sau anh cảm nhận được. Mà lúc này sĩ quan Hách đứng bên cạnh trong lòng cũng có cùng suy nghĩ. Còn những phóng viên kia, lúc này lại bị lời nói đầy tự tin và bình tĩnh của Chu Dương đè ép. Phải biết rằng, bọn họ những người làm báo này, dù không đại biểu cho toàn kênh truyền thông của thành phố Đông Hải nhưng ít nhất cũng có thể đại diện đến gần 70%. Đắc tội với gần 70% phóng viên trong ngành truyền thông trên toàn thành phố Đông Hải, Chu Dương vẫn bình tĩnh tự tin đến vậy. Điều này khiến cho từng người trong đám phóng viên bị lay động. Chu Dương này rốt cuộc có hậu thuẫn vững chắc như thế nào, mới khiến anh ta không có chút sợ hãi như vậy. Lúc này, đám phóng viên đều đã suy nghĩ kỹ, sau khi trở về, việc đầu tiên sẽ phải điều tra công ty Danh Dương. Nếu sau lưng Chu Dương thật sự có hậu thuẫn gì vững chắc, thì các phóng viên tự nhiên sẽ tự nuốt cục tức vào bụng. Nhưng một khi bọn họ điều tra được, sau lưng Chu Dương không có bất kỳ hậu thuẫn nào. Thì tất cả lửa giận trong lòng họ trong nháy mắt sẽ trút xuống người Chu Dương. Sự phẫn nộ như vậy, đối với bất kỳ một người nào khác, sợ rằng rất khó để xoay chuyển tình thế. Chương 119. Sẽ luôn có người không sợ chết. Muốn điều tra lai lịch của Chu Dương, cũng phải đợi sau khi đám phóng viên này ra về mới tiến hành được. Trước mắt, Chu Dương cố chấp, đám phóng viên cũng không dám làm bậy. Sau khi Trần Hạo Nam bị sĩ quan Hách khống chế đã được đưa thẳng vào đồn cảnh sát, làm cho đám phóng viên vô cùng kinh ngạc về hành động kiên quyết này. Trong quá khứ, bọn họ rất được người khác kính trọng. Cho dù là cảnh sát, cũng có vài phần khách khí với họ. Nhưng bây giờ, sĩ quan Hách lại trực tiếp bắt giữ Trần Hạo Nam. Phải biết rằng, Trần Hạo Nam là đại diện của tòa soạn Chào Buổi Tối, Đông Hải. Sĩ quan Hách làm như vậy. Chính là đánh vào mặt tòa soạn Chào Buổi Tối, Đông Hải. Chu Tổng, Thẩm Tổng, Tạ Tổng. Ngay lúc ấy, một giọng nói căng thẳng đột nhiên vang lên. Hai chiếc xe dừng trước cửa đồn cảnh sát, Diệp Sở Thiến, Triệu Binh, Trần Lợi, Trần Thắng mấy người lần lượt từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến chỗ Chu Dương. Sự việc nhóm nhạc Rocket Girl bị hành hung đã truyền đi khắp thành phố Đông Hải, những người quan tâm đến buổi biểu diễn của nhóm nhạc này hầu như đều đã biết tin. Công ty Danh Dương cũng có người mua vé đến xem, họ nhìn thấy sự việc xảy ra lúc đó, liền lập tức bàn tán sôi nổi trên nhóm chat của công ty. Lần này, thông tin truyền đi nhanh chóng, Diệp Sở Thiến cũng đã biết tin. Trước mắt, Thẩm Bích Quân và Chu Dương đều không có mặt ở công ty Danh Dương, Diệp Sở Thiến gần như là người có thẩm quyền nhất. Trong giây phút này, cô thật sự hoang mang. Theo thông tin của nhân viên, Chu Dương đã bị đâm bởi tên côn đồ. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Chu Dương, hậu quả không thể tưởng tượng được. Cho dù lúc đó đã gần 11 giờ đêm, nhưng Diệp Sở Thiến vẫn lập tức liên lạc với mấy người Triệu Binh. Cả đoạn đường không ngừng gọi điện, cuối cùng mới xác định được vị trí của Chu Dương. Mấy người bọn họ xuống xe, vội vã đến chỗ Chu Dương, nhìn thấy Chu Dương không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm tổng, Tạ tổng, mọi người cũng ở đây. Diệp Sở Thiến nhẹ vỗ ngực, có nỗi khiếp sợ như vừa thoát chết sau tai nạn. Cô cũng không rõ sự việc như thế nào, sau khi nghe tin nhóm nhạc Rocket Girl bị ám sát, cô còn thấy rất ngạc nhiên. Nhưng khi biết được người bị đâm là Chu Dương, Diệp Sở Thiến thật sự không thể bình tĩnh được nữa, liên tục gọi điện thoại, thăm dò tình hình cụ thể. Cả đoạn đường, trong lòng Diệp Sở Thiến trước sau đều lo lắng cho Chu Dương, cầu mong không có chuyện gì xảy ra với anh. Bây giờ, Diệp Sở Thiến nhìn thấy Chu Dương bình an vô sự đứng trước mặt mình, trong lòng cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Người đẹp trai như tôi, sao có thể xảy ra chuyện gì được? Chu Dương cười nói. Đối với việc mấy người Diệp Sở Thiến đến đây, anh cũng không bất ngờ, suy cho cùng bây giờ là thời đại thông tin phát triển, buổi biểu diễn của nhóm Rocket Girl đều được tất cả mọi người ở Đông Hải biết đến. Ở buổi biểu diễn xảy ra việc lớn như vậy, mà lại còn liên quan đến Chu Dương, không có gì ngạc nhiên khi Diệp Sở Thiến cũng biết việc này. Sau khi chào tạm biệt sĩ quan Hách, Chu Dương liền chuẩn bị ra về. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, Chu Dương đột nhiên quay người, nhìn vào đám phóng viên. Nhớ lấy lời của tôi đợi các người ở công ty Danh Dương. Sau khi nói xong, anh rời đi mà không ngoảnh lại. Về phía đám phóng viên, sau một lúc ngỡ ngàng mới bắt đầu bộc phát. Chết tiệt, tên tiểu tử này cũng hung hăng quá đi. Đúng vậy, hắn nghĩ chúng ta thật sự không làm gì được hắn sao? Mẹ kiếp, tôi nuốt không trôi cục tức này, sau khi quay về, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Đám phóng viên ai ai cũng to tiếng mắng chửi, thậm chí hận không thể điều tra rõ ràng về Chu Dương ngay lập tức, sau đó đem toàn bộ tin tức xấu xa của anh công bố ra ngoài. Mà trong đám phóng viên này, quả thực có những người nói được làm được, sau khi Chu Dương rời đi, trực tiếp trở về công ty, bắt tay vào việc điều tra hậu thuẫn sau lưng anh. Rất nhanh, một bản chi tiết về lai lịch hậu thuẫn của Chu Dương được đám phóng viên này lưu truyền ra ngoài. Nhưng năng lực của họ cũng có hạn, chỉ có thể điều tra được một số thông tin công khai về Chu Dương. Mà thân phận thật sự của Chu Dương, với thực lực của bọn họ, căn bản không có tư cách chạm tới. Thế nên, thứ mà bọn họ nhìn thấy, chỉ là cuộc sống hết sức bình thường của Chu Dương 12 năm nay. Gia đình đơn thân, sống với mẹ, sau khi tốt nghiệp làm rể tại Tạ gia, không được coi trọng tại Tạ gia, bị coi thường, mẹ Chu Dương bị bệnh. Một loạt thông tin này rất nhanh được lan truyền trong giới phóng viên. Chết tiệt, tôi còn tưởng trên tiểu tử này có lai lịch lợi hại cỡ nào. Thì ra cũng chỉ là đồ ở rể. Đúng vậy, không ngờ chúng ta lại bị người như vậy hù dọa, thật là nhục nhã. Không được, tôi không chấp nhận được, hôm nay nếu không viết ra 5 bài nhằm vào hắn, Vương Đại Vũ tôi sẽ đem tên mình viết ngược lại. Cả tôi nữa, tôi muốn xem, tên Chu Dương này sau khi xem tin tức ngày mai, sẽ có sắc mặt gì, ha ha. Chu Dương lúc này, đang trên đường về nhà, anh vẫn chưa biết, đám phóng viên kia đã liên minh với nhau, ngày mai chuẩn bị cho ra một tin tức cực lớn. Có điều, cho dù biết, anh cũng sẽ không để ý đến. Buổi biểu diễn của nhóm Rocket Girl xảy ra sự cố hành hung, vì vậy buổi biểu diễn trực tiếp bị hủy bỏ. Còn người quản lý của họ, chị Dương cũng là người cực kỳ quả quyết, trực tiếp tổ chức quy trình hoàn trả tiền vé cho mọi người. Chỉ cần muốn trả lại vé, thì có thể đem cuống vé đến địa điểm được chỉ định để hoàn trả. Bằng cách này có thể an ủi một số fan hâm mộ còn bất bình. Chu Dương cũng không đến thăm Chu Hiểu Manh, xảy ra sự việc như vậy, cô ấy nhất định rất sợ. Hãi! Lúc này, nên để cô ấy và hai thành viên nhóm Rocket Girl cùng ở bên chị Dương thì tốt hơn. Chu Dương và mấy người còn lại đang trên đường trở về công ty Danh Dương. Sự việc xảy ra hôm nay có thể nói là rất nguy hiểm, cả đoạn đường, mọi người đều giữ im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Tinh tinh tinh! Đột nhiên, điện thoại của Chu Dương kêu lên. Alo, Trần Tổng! Người gọi đến là Trần Thế Hào, Chu Dương không do dự mà trực tiếp bắt máy. Alo, thiếu gia, cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Điện thoại vừa kết nối, giọng của Trần Thế Hào ở đầu dây bên kia vang lên. Trần Thế Hào lúc này lòng như lửa đốt. Ông không biết tối nay Chu Dương sẽ đi xem buổi biểu diễn của nhóm Rocket Girl, càng không biết những sự việc sẽ xảy ra. Nếu không phải Trần Hân gọi điện nói mọi chuyện với ông, thì lúc này ông thật sự vẫn như người đang bị che mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến việc thiếu gia của gia tộc Chu Thị bị ám sát, Trần Thế Hào không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra với Chu Dương, gia tộc Chu Thị nhất định sẽ xảy ra hỗn loạn động trời. Thế nên ông không kiềm chế được, gọi điện ngay cho Chu Dương. Tôi không sao,
chỉ bị chảy ra một chút thôi, đã xử lý xong rồi. Chu Dương cười nhẹ, cũng không quá để ý. Anh thậm chí cảm thấy Trần Thế Hào quá vội vã, có chút khoa trương. Thực ra, Chu Dương căn bản hoàn toàn không coi mình là người thừa kế của tập đoàn Chu Thị, mà chỉ là một người bình thường, cùng lắm là cổ đông của công ty Danh Dương, người phụ trách của dự án làm trắng da và chống lão hóa thôi. Thiếu gia, Tiểu Hân đã nói toàn bộ sự việc cho tôi rồi, cậu nhất định phải chú ý đến sự an toàn của bản thân, cả tập đoàn Chu Thị đều đang đợi cậu. Chương 120. Cơn bão dư luận. Yên tâm đi, Trần Tổng, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, lần này hoàn toàn chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Chu Dương cười nói. Anh không nói với Trần Thế Hào, người đứng sau tất cả những chuyện này là Tôn Thành. Hơn nữa, Tôn Thành còn là người của Tôn gia Đông Hải. Nếu nói với Trần Thế Hào, với thế lực của ông, chắc chắn sẽ tìm Tôn gia gây chuyện. Nhưng Chu Dương lại lo lắng Tôn gia sẽ gây bất lợi cho Trần Thế Hào. Cho dù Trần Thế Hào có lợi hại cỡ nào, tại thành phố Đông Hải cũng chỉ là một người kinh doanh câu lạc bộ, có một vài mối quan hệ, đương nhiên không thể so sánh với một Tôn gia đã kinh doanh ở đây trong nhiều thập kỷ. Điều quan trọng nhất là trong trường hợp đó, mối quan hệ giữa Chu Dương và Trần Thế Hào chắc chắn sẽ bị tiết lộ, dẫn tới sự nghi ngờ của những người xung quanh. Sau khi trấn an Trần Thế Hào, Chu Dương không nói gì thêm, liền cúp máy. Anh tin tưởng thực lực của Ngưu Xuyên, có cậu ấy ở bên, những việc như vậy sau này chắc chắc sẽ không tái diễn. Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã về đến công ty Danh Dương. Lúc này cả công ty chìm trong bóng tối, vô cùng yên tĩnh. Ngay khi xuống xe, Chu Dương liền bị mọi người vây ở giữa, sợ rằng sẽ có một tên du côn không biết từ đâu lại đột nhiên xông đến ra tay với anh. Tôi nói này, mọi người không cần căng thẳng như vậy. Sự việc kia chỉ là ngoài ý muốn, làm gì có nhiều người muốn hãm hại tôi đến vậy, Chu Dương dở khóc dở cười. Anh Dương, Tôn Thành kia lần này không đạt được ý muốn, nhất định sẽ không chịu để yên, mà tôi nghĩ, với thế lực của Tôn gia, cảnh sát cũng không chắc có thể làm gì được hắn, Ngưu Xuyên nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Sự việc ngày hôm nay, coi như là một bài học đối với cậu ấy, ngay cả khi cậu ấy luôn đi theo bên cạnh Chu Dương cũng không thể đảm bảo là không có sơ hở. Vì kẻ thù có thể đến từ bốn phương tám hướng, sẽ bất ngờ tập kích bất cứ lúc nào, rất khó để phòng bị. Xuyên tử, hay là cậu dạy tôi một ít võ thuật, sau này nếu gặp phải sự việc giống như vậy, ít nhất tôi vẫn còn có một cơ hội phản kháng. Chu Dương suy đi tính lại, cảm thấy giao phó mọi thứ của mình cho Ngưu Xuyên chung quy vẫn có chút rủi ro. Suy cho cùng Ngưu Xuyên cũng không thể một ngày 24 giờ đều bảo vệ bên cạnh anh. Chưa nói đến việc điều đó không thực tế. Mà cho dù có thể Chu Dương cũng không đồng ý. Nhưng mà, mọi chuyện sẽ khác đi nếu anh có năng lực tự bảo vệ bản thân. Chu Dương vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền bừng sáng. Không sai, nếu như vậy, sẽ có một sự bảo đảm chắc chắn hơn, suy cho cùng, chúng ta cũng không thể luôn bảo vệ bên cạnh Chu Dương. Thẩm Bích Quân gật đầu, rất nghiêm túc nói. Mà Tạ Linh Ngọc cùng Diệp Sở Thiến hai người tất nhiên cũng không phản đối, sự việc nặng nhẹ ra sao. Họ vẫn có thể phân biệt được. Sự quan trọng của Chu Dương trong công ty Danh Dương là điều hiển nhiên, và sự thành công của dự án làm trắng da và chống lão hóa cũng không thể thiếu đi công lao của anh. Nếu Chu Dương xảy ra chuyện gì, không những hoạt động của công ty Danh Dương sẽ xảy ra vấn đề lớn, mà trong thâm tâm của bọn họ cũng không thể yên lòng. Anh Dương, việc này có thể được, nhưng không phải một sớm một chiều mà học xong, trong khoảng thời gian này, em cùng mấy người triệu binh bọn họ vẫn phải thay phiên bảo vệ anh. Ngưu Xuyên không ngờ Chu Dương sẽ nói như vậy, theo bản năng muốn từ chối. Dù sao, năng lực hiện nay mà cậu có, làm thế nào để đạt được, chỉ có bản thân cậu mới hiểu rõ. Tại thời điểm này, Chu Dương muốn luyện võ, tuyệt nhiên không phải là điều dễ dàng. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể hiểu được ý kiến của Chu Dương. Suy đi tính lại, Ngưu Xuyên liền nghĩ đến một phương án khá là chu toàn. Cậu ấy có thể dạy Chu Dương một vài chiêu cước, nhưng trong thời gian này, cậu ấy cùng Triệu Binh, Trần Thắng, Trần Lợi mấy người sẽ thay phiên nhau bảo vệ bên cạnh Chu Dương. Dẫu sao bọn họ đều là người dưới trướng Chu Dương, bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy Chu Dương xảy ra chuyện. Được, không thành vấn đề, vậy bắt đầu từ ngày mai, hôm nay mọi người đều mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi. Vết thương của Chu Dương không tính là quá nghiêm trọng, anh đã tránh được lưỡi dao của Trương Thư Phát vào giây phút cuối cùng. Qua một đêm lớp da trên bề mặt cánh tay bị dao găm sượt qua, sau khi xử lý, đã dần dần lành lại.
Bắt đầu từ hôm nay, anh đã sẵn sàng theo Ngưu Xuyên học võ, nâng cao kỹ năng của mình. Như vậy, sau này nếu gặp phải bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, cũng không đến nỗi không thể phản kháng. Dương Tổng, không hay rồi. Vừa đến công ty Danh Dương, Diệp Sở Thiền đi tới với vẻ mặt nghiêm trọng, trong tay cầm một sấp báo. Có chuyện gì vậy? Chu Dương cau nhẹ lông mày, bất giác linh cảm có chuyện gì đó xảy ra. Sau khi nhìn thấy những tờ báo trong tay Diệp Sở Thiến, trong đầu Chu Dương nghĩ đến đầu tiên là đám phóng viên ngày hôm qua. Không lẽ đám phóng viên kia thật sự muốn làm con thiêu thân? Lẽ nào bọn họ thực sự không sợ chết? Đây là mấy tờ báo bán chạy nhất của thành phố Đông Hải, trên đó toàn bộ đều là tin tức về anh, những phương tiện truyền thông này thực sự vô trách nhiệm, không kiểm tra đúng sai mà cố ý viết bài bôi nhọ anh. Diệp Sở Thiến phẫn nộ, mở tờ báo ra, đặt trên bàn Chu Dương. Sáng sớm nay, lúc cô vừa nhận được những tờ báo này, cô đã cực kỳ tức giận khi nhìn thấy những tin tức đó. Trên đó không chỉ có rất nhiều bản tin không đúng về Chu Dương, thậm chí ngay cả công ty Danh Dương cũng bị bôi nhọ. Khiến người khác căm phẫn hơn cả, là những phương tiện truyền thông báo chí này lại đem nguyên nhân vụ việc hành hung nhóm nhạc Rocket Girl ngày hôm qua toàn bộ đều đổ lên đầu Chu Dương. Nói là bởi vì Chu Dương kiêu ngạo ngang ngược, không việc ác nào không làm, ức hiếp người thường, mới khiến cho Trương Thư Phát bất mãn dẫn đến việc hành hung trong buổi biểu diễn. Chu Dương nghiêm túc xem tất cả các tin tức về mình trên báo, trong lòng dần trở nên u ám. Anh không ngờ tới, đám phóng viên này sẽ thực sự đăng báo, lại còn dốc hết sức để bôi nhọ anh cùng công ty Danh Dương. Dương Tổng, không hay rồi, điện thoại bộ phận chăm sóc khách hàng đã quá tải. Đúng lúc này, tổ trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng Trương Sở Yến bước đến với khuôn mặt hoảng loạn, vội vàng nói. Chuyện gì vậy? Trong lòng Chu Dương rất đỗi kinh ngạc, bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Danh Dương thường ngày rất nhàn rỗi. Cho dù là lúc mặt nạ làm trắng ra bán chạy nhất, cũng làm việc đâu vào đấy không hề hỗn loạn. Tại sao bây giờ điện thoại lại có thể quá tải được? Không biết là có chuyện gì, đột nhiên có rất nhiều người gọi điện đến, bọn họ. Chu Tổng, bọn họ gọi đến là để mắng anh. Trương Sở Yến do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, vẻ mặt ngoài nét hoảng loạn, còn có ít nhiều ngờ vực. Cô không biết là có chuyện gì, ngay khi mới đến làm. Đã có vô số các cuộc điện thoại gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Dường như mỗi cuộc điện thoại đều gọi đến để mắng Chu Dương. Nhân viên của bộ phận vốn tưởng rằng ai đó cố ý trêu đùa nên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cúp máy. Nhưng tiếp sau đó, dường như mỗi cuộc điện thoại đều như vậy, Trương Sở Thiến mới nhận ra sự khác lạ, lập tức chạy đi báo cáo. Đi thôi, đi xem. Vẻ mặt Chu Dương chăm chú, lập tức đứng dậy, đi về hướng bộ phận chăm sóc khách hàng. Sự việc bất thường như vậy, tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên. Ngay lập tức, Chu Dương đã nghĩ đến việc những tin tức sáng nay trên báo với điện thoại của bộ phận chăm sóc khách hàng là có liên quan đến nhau. Lẽ nào những người đó đọc báo, tưởng rằng tin tức trên báo đều là sự thật, bèn gọi điện thoại đến mắng chửi. Chương 121, chơi cùng với các người. Có phải Chu Dương làm ở công ty các cô không? Hắn ta chính là một tên cặn bã, một tên súc sinh, tự minh chuốc họa. Lại còn dám liên lụy đến Manh Manh nhà tôi. Nếu không vì Manh Manh của chúng tôi không sao, thì chúng tôi nhất định không dễ dàng tha cho hắn như vậy. Kết nối cho tôi đến máy của Chu Dương, tôi muốn mắng cho cái tên rác rưởi này một trận. Công ty Danh Dương các cô phải nhanh chóng đuổi việc Chu Dương, nếu không mỗi một phút tôi gọi điên một lần, mỗi lần tôi đều sẽ mắng hắn ta. Chu Dương mới chỉ đứng ở bộ phận chăm sóc khách hàng có 2 phút, mà đã nhận được gần 100 cuộc điện thoại. Hơn nữa không có gì ngoại lệ, 100 cuộc điện thoại này, gần như đều là đang mắng Chu Dương, hoặc là yêu cầu công ty Danh Dương đuổi việc anh. Nét mặt Chu Dương không chút cảm xúc, trong lòng đã đoán được đại khái. Những người này chắc đều là fan hâm mộ của Rocker Girl. Sau khi nhìn thấy báo cáo, đều cho là thật, đem sự kiện hành hung xảy ra ở buổi biểu diễn, đổ lên đầu Chu Dương. Lực lượng fan hâm mộ rất lớn mạnh, Chu Dương không nghi ngờ điều này. Nhưng lần này, fan của Rocker Girl đã phát lên một sức mạnh cực lớn. Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Danh Dương đã trang bị 50 chiếc điện thoại, đủ để khắc phục xử lý vấn đề xảy ra hàng ngày. Nhưng hôm nay, dưới sức mạnh của đám fan cuồng của Rocker Girl, hầu như bị tê liệt. Những cuộc điện thoại thật sự cần thiết để xử lý vấn đề, thì không một cuộc nào gọi đến được. Còn điện thoại gọi đến, toàn bộ đều liên quan đến Chu Dương. Chu Tổng, bây giờ chúng ta phải làm sao?
có cần phải tắt hết tất cả điện thoại chăm sóc khách hàng đi không? Trương Sở Yến trầm giọng hỏi. Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến bộ phận chăm sóc khách hàng, đều là do Chu Dương, nhưng là trưởng phòng của bộ phận chăm sóc khách hàng, xảy ra vấn đề như vậy, cô ấy cũng có trách nhiệm không hề nhỏ. Hu hu. Đúng vào lúc này, một nhân viên chăm sóc khách hàng của bộ phận chăm sóc khách hàng đột nhiên nghẹn ngào hu hu, lúc này đã thu hút ánh mắt của Chu Dương. Tiểu Trương, có chuyện gì vậy? Trương Sở Yến ánh mắt căng thẳng, liền vội vã qua hỏi chuyện. Đang trong giờ làm việc, đột nhiên khóc lên, điều này vốn dĩ là việc không nên xảy ra, nhất là bọn họ còn là nhân viên chăm sóc khách hàng. Quan trọng nhất là, Chu Dương đang ở đây, bị anh ấy nhìn thấy, ấn tượng đối với bộ phận chăm sóc khách hàng có lẽ sẽ bị giảm sút, điều này khiến Trương Sở Yến rất coi trọng. Trưởng phòng Trương, những lời chửi mắng người của bọn họ thật sự quả khó nghe rồi, tôi. Nhân viên Tiểu Trương nhìn thấy Trương Sở Yến đi lại, càng không khống chế được tâm trạng, nói ra nguyên nhân. Thì ra, vừa rồi cô ấy liên tục nhận 8 cuộc điện thoại, mở đầu mỗi cuộc đều là mắng chửi Chu Dương. Nhưng sau đó, tất cả mọi người đột nhiên đều chĩa mũi dao về cô ấy, không ngừng mắng chửi, không ngừng nói những lời thô tục khó nghe. Tiểu Trương chỉ là một cô gái đầu 20, nghe thấy những lời khó nghe như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều câu sỉ nhục bản thân, tự nhiên sẽ không chấp nhận được. Trong lòng một khi oan ức, thì tự khắc khóc lên. Đưa điện thoại cho tôi. Chu Dương đi đến bên cạnh Tiểu Trương, gương mặt u ám nói. Tiểu Trương không biết Chu Dương, nghe thấy anh ấy nói như vậy, vẫn quay sang xem ý của Trương Sở Yến. Đây là Chu Tổng của công ty, cô đưa điện thoại cho anh ấy đi. Trương Sở Yến nói. Nghe thấy là Chu Tổng, Tiểu Trương đột nhiên đứng ngây ra. Mặc dù cô ấy chưa từng gặp Chu Dương, nhưng đối với danh tiếng của anh ấy thì cũng nghe không ít. Thật không ngờ, hôm nay lại gặp vào lúc này, mà nghĩ lại việc làm ban nãy của mình, còn khóc nức nở, mặt Tiểu Trương liền đỏ ửng, vội vàng giao điện thoại vào tay Chu Dương. Em gái, còn độc thân không vậy, không có ai thương em phải không? Em nói với anh em ở đâu, buổi tối anh sẽ đến yêu thương em nhé. Em gái sao lại không nói chuyện nữa rồi? Nói cho em biết, anh chẳng qua là nhiều tiền sống tốt, nhất định sẽ làm em hài lòng. Chu Dương vừa nghe điện thoại, liền nghe thấy giọng đàn ông dung tục trong đó. Chu Dương lập tức hiểu ra, chả trách Tiểu Trương không chịu được. Không chỉ là Tiểu Trương, sợ là đến bản thân Chu Dương, lúc đó nghe thấy giọng nói trong điện thoại, trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn. Người như vậy, trong xã hội chắc chắn là một tên cặn bã. Anh nói đủ chưa vậy? Chu Dương lạnh lùng hỏi. Hả, tiểu tử, mày là ai? Mau đưa điện thoại lại cho cô em vừa nãy. Ông đây có chuyện quan trọng muốn nói, nếu như lỡ việc, ông đây sẽ không tha cho mày. Nghe thấy giọng của Chu Dương, người ở đầu dây điện thoại bên kia liền nổi giận, lập tức uy hiếp. Tiểu Hoàng Mao tên thường gọi Trương Sở, là một fan của Rocker Girl. Sau khi thấy bài báo hôm nay, trong lòng liền nổi giận, khi bàn bạc với nhóm fan của Rocker Girl, quyết định gọi điện đến công ty danh Dương, chửi bởi Chu Dương một trận. Vốn gì anh ta cũng làm như vậy. Trước đó đã gọi đến 3 cuộc điện thoại, mắng chửi Chu Dương thậm tệ. Nhưng lần này, tiếp nhận điện thoại của anh ta là Tiểu Trương. Giọng của Tiểu Trương rất trong trẻo, nghe rất hay, phút chốc đã khiến trong lòng Trương Sở ngứa ngáy, không chịu nổi nên đã bắt đầu trêu chọc. Lúc này, Trương Sở đang ở nhà riêng của hắn, ăn mì tôm, không ngừng cười đùa với điện thoại. Đột nhiên lại xuất hiện giọng một người đàn ông, còn chất vấn mình nói đủ chưa, điều này khiến cho Trương Sở rất đỗi cáu giận. Liền uy hiếp. Trước kia Trương Sở từng nói hắn cũng là một người giỏi pha tạp, hợp tác cùng mấy người nữa, lợi dụng 2 cô gái dưới trướng, không ngừng đi dụ dỗ người đàn ông. Còn bọn họ sẽ giả danh là chồng, bạn trai của cô gái, để đi tống tiền người khác. Kế sách này, bọn chúng đã làm nhiều năm nay rồi, mỗi lần đều thành công, hơn nữa lại còn kiếm được không ít tiền. Nhưng kể từ sau lần trước, nhóm Trương Sở lập tức giải tán. Bây giờ tiền trên người Trương Sở đã sắp tiêu hết, hắn đang nghĩ cách tái xuất giang hồ. Tiểu tử, khi lão tử tao lăn lộn trên đường đời, thì mày còn không biết đang chơi ở đâu. Mau đưa điện thoại cho cái con bé lúc nãy đi. Trương Sở uy hiếp nói. Hắn ta không biết rằng đang nghe điện thoại lúc này chính là Chu Dương, nên không có chút do dự nào. Nếu tôi không đưa thì sao? Có phải anh muốn đến đây chém tôi? Hay là anh nói cho tôi biết anh ở đâu, tôi đi tìm anh? Chu Dương nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Diệp Sở Thiến ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Chu Dương, trong lòng có chút căng thẳng.
Cô ấy rất hiểu Chu Dương, mỗi lần trong lòng Chu Dương nổi giận, thì sẽ nhắm nửa mắt. Hơn nữa giọng điệu của anh ấy càng bình tĩnh, bực tức bộc phát sau cùng sẽ càng lớn. Ha ha, đến tìm tao. Tiểu tử, có gan thì mày đến tìm tao đi. Ông đây ở Đông Hải, có bản lĩnh thì mày đến đây, ông đây sẽ cho mày có đi không có về. Trương Sở chửi ầm lên, rồi nói ra địa chỉ của mình. Hắn ta không một chút lo lắng, mặc dù nhóm trước kia của hắn đã giải tán rồi, nhưng hắn vẫn quen biết không ít người. Chỉ cần đối phương dám đến, hắn sẽ tập hợp những người hắn quen biết, dạy cho đối phương một trận, nói không chừng còn có thể lục soát trên người anh ta một ít tiền. Nghe thấy người đàn ông nói ra vị trí của mình, Chu Dương ngẩn người. Đây chẳng phải là vị trí gần khách sạn Huy Hoàng sao? Lẽ nào người này ở Đông Hải? Anh đợi đó, 10 phút sau tôi sẽ tìm ra anh. Sau khi nói xong, Chu Dương liền tắt máy. Trưởng phòng Trương, bây giờ cô có thể sắp xếp bộ phận chăm sóc khách hàng, tạm thời không nghe bất kỳ cuộc điện thoại nào, tất cả đợi tôi xử lý vấn đề xong xuôi rồi nói tiếp, đợi thông báo của tôi. Sau khi dặn dò Trương Sở Yến, Chu Dương lập tức lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Nếu như đối phương nói ở gần khách sạn Huy Hoàng, vậy thì tìm Hồ ra là không sai chút nào. Chương 122, nói tìm được anh thì sẽ tìm được anh. Đồ thần kinh, mày nói tìm được tao thì có thể tìm được tao sao? Tên tiểu tử nếu mày dám đến, tao nhất định sẽ khiến mày có đi không có về. Trương Sở nhìn cú điện thoại bị tắt, vẻ mặt khinh bi. Hắn vốn dĩ không xem lời nói của đối phương là thật. Chưa nói đến việc đối phương không biết hắn là ai, không có chút thông tin gì để điều tra. Cho dù đối phương biết, thuận theo địa chỉ ban nãy hắn đưa cho rồi tìm đến đây, Trương Sở cũng có không ít anh em có thể nhờ vả. Cho nên lúc này, Trương Sở vốn không có chút lo lắng nào. Hãy hay, giọng nói của cô em lúc nãy thật dễ nghe, nếu tán được thật, thì đúng là thắng được cả thần tiên rồi. Trương Sở cử nghĩ đến cuộc gọi chăm sóc khách hàng vừa nãy, giọng nói đó khiến trong lòng hắn ta thấy rối bời. Mẹ nó, xem ra đến tối phải tìm Tiểu Tĩnh để xả cơn bực tức rồi. Lẩm bẩm một câu, Trương Sở thu dọn đồ, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng, lúc hắn chưa kịp thu dọn xong, cửa phòng hắn thuê liền bị ai đó đập cửa rầm rầm. Má, kẻ nào không sợ chết lại dám đến đập cửa nhà ông. Trương Sở liền nổi giận, lớn miệng chửi bới. Thiết nghĩ Trương Sở hắn ta mặc dù không phải là lão đại trên phố lớn gì, nhưng ở bên cạnh khách sạn Huy Hoàng cũng có chút danh tiếng, những kẻ gây rối nhỏ con bình thường cũng không dám đến gây sự với hắn. Nhưng, đợi đến khi Trương Sở nhìn thấy người đang bước đến, trong lòng liền hoảng sợ, hai chân run rẩy. Bào ca, sao anh lại đến đây? Đập cửa phòng Trương Sở, chính là Bào ca. Sau khi Hổ gia nhận được điện thoại của Chu Dương, lập tức để cho Bào ca đi tìm Trương Sở. Hơn nữa Bào ca chỉ mất có mấy phút, đã tìm thấy vị trí cụ thể của Trương Sở, anh trực tiếp đem người xông vào. Thì ra là tên tiểu tử mày, tao còn tưởng là ai mà thô tục như vậy cơ. Bào ca nhìn thấy Trương Sở, liền lạnh lùng nói. Anh chỉ biết lần này là Chu Dương đang muốn tìm gây sự với một người. Mặc dù Chu Dương không nói rõ trong điện thoại, nhưng Bào ca đại khái cũng đoán được một chút. Bài báo liên quan đến Chu Dương hôm nay, Bào ca dĩ nhiên đã biết, mặc dù không biết cụ thể là xảy ra vấn đề gì, nhưng cũng nghĩ rằng nhất định sẽ có người nhân cơ hội này mà giở trò. Bào ca, chỗ e đây không có phạm lỗi gì chứ? Trương Sở có chút sợ hãi rụt rè lùi lại phía sau hai bước, để cho mấy người của Bào ca có thể đi vào bên trong căn phòng. Hắn ta tự nhủ thời gian gần đây đều an phận, không có đụng chạm gây rắc rối. Từ lần trước, sau vụ làm ăn với đám người kia thất bại, Trương Sở và đồng bọn của hắn ta bị Bào ca chỉnh đốn nghiêm khắc một trận. Thời gian này, bọn chúng gần như quy ẩn giang hồ, căn bản không dám có hành động lộ diện nào, rất sợ lại chọc giận phải người không thể chọc giận. Mày quả thực không phạm lỗi nhỏ nào. Bào ca gật gật đầu cười. Việc này khiến cho Trương Sở trong lòng nhẹ nhõm hơn, cũng không còn sợ hãi như trước nữa. Nhưng mày lại phạm phải tội lớn. Câu nói tiếp theo của Bào ca, khiến cho Trương Sở vô cùng lo sợ, đến nỗi quỳ ngay xuống đất. Tao hỏi mày, có phải mày đã gọi điện đến công ty Danh Dương, còn chọc ghẹo nhân viên chăm sóc khách hàng nhà người ta, xích mích va chạm với người nữa. Bào ca nheo mắt nhìn Trương Sở, lạnh lùng quát, ngay lúc này trong lòng Trương Sở càng kinh hãi. Hắn gọi điện đến công ty Danh Dương, trêu ghẹo nhân viên chăm sóc khách hàng, chửi nhau với người khác, việc này, ngoài hắn ra, thì chỉ có người của công ty đó biết.
Tại sao Bào ca lại biết chứ? Anh đợi đó cho tôi, 10 phút nữa tôi sẽ đến tìm anh. Lúc này, Trương Sở nhớ lại lời nói của đối phương trước khi tắt máy. Hắn luôn nghĩ rằng đối phương không làm được gì, chỉ là uy hiếp bằng miệng thôi, căn bản không thể tìm thấy mình được. Nhưng, bây giờ, Bào ca quả thực đang đứng trước mặt hắn. Còn nhắc đến chuyện đó, việc này khiến trong lòng Trương Sở vô cùng sợ hãi. Người đó thật sự đã tìm đến hắn rồi, hơn nữa còn dựa vào mối quan hệ của Bào ca. Ngay lập tức, trong lòng Trương Sở hoảng sợ, không chịu đựng được, liền quỳ sụp xuống đất. Cách đây không lâu vừa bị trừng trị một trận, bây giờ lại một lần nữa bị Bào ca tìm đến cửa, lúc này trong lòng Trương Sở tràn ngập cảm giác chối hận và tuyệt vọng. Bào ca, em sai rồi, em không có ý gì cả đâu. Vừa nghĩ đến việc đối phương để Bào ca tìm thấy mình, sau đó dạy cho một bài học, Trương Sở như nhìn thấy một tia hy vọng, liền vội vàng quỳ xuống bỏ mấy bước, một tay ôm chắc lấy ống quần của Bào ca. He he, là đàn ông, thì dám làm dám chịu, chuyện này, tao không làm chủ được, dậy đi, đi theo tao, người ấy nói rằng, muốn nói chuyện trực tiếp với mày. Bào ca cười lạnh lùng nói, căn bản không xem Trương Sở ra gì. Vốn dĩ bản thân cũng chẳng có quan hệ gì với Trương Sở, hắn càng không phải là đàn em của anh, cho dù hắn ta là đàn em của anh, thì Bào ca cũng sẽ không do dự mà trực tiếp xử lý hắn. Hơn nữa, với một tên đàn em không quan trọng gì, lựa chọn giữa hắn và Chu Dương, chỉ cần không phải là tên ngốc, đều biết nên chọn như thế nào. Dẫn đi. Trương Sở vẫn muốn đấu tranh một chút, nhưng Bào ca quả thực không cho hắn chút cơ hội nào, lạnh lùng hét một tiếng, lập tức có 4 người lên lôi Trương Sở ra ngoài. Công ty Danh Dương, một bầu không khí kìm nén im phăng phắc. Tất cả bộ phận chăm sóc khách hàng tạm thời dừng làm việc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Chu Dương, đợi anh đưa ra quyết định. Chu Tổng, chúng ta nên xử lý những tin tức này như thế nào? Diệp Sở Tình nét mặt lo lắng. Dẫu sao việc này cũng có liên quan đến Chu Dương, và danh tiếng của toàn thể công ty Danh Dương. Nếu như bọn họ một chút biện pháp cũng không có, chắc chắn sẽ khiến đối phương càng thêm hống hách. Đồng thời cũng sẽ khiến những người không biết sự thật trong xã hội, sẽ có hiểu lầm rất lớn với Chu Dương, với công ty Danh Dương. Hơn nữa sự hiểu lầm này, một khi đã hình thành, thì sẽ rất khó thay đổi trong một thời gian ngắn. Đến lúc đó, Chu Dương và công ty Danh Dương sẽ trở thành đối tượng miệt thị của cả thành phố Đông Hải. Đợi một chút, tôi cần đợi một người. Chu Dương khẽ giơ tay lên, nét mắt không chút thay đổi. Nghe anh nói như vậy. Những người khác cũng chỉ im lặng quan sát tình hình. Rất nhanh, điện thoại của Chu Dương vang lên. Alo, tìm thấy chưa? Tốt lắm, đưa thẳng đến công ty Danh Dương. Chu Dương khẽ cười, quay đầu nhìn mọi người. Người tôi muốn đợi đã đến rồi. Lúc này mọi người quay sang nhìn nhau, không biết rốt cuộc Chu Dương đang có chủ ý gì. Không lâu sau, Bào ca đã đưa Trương Sở đến công ty Danh Dương, đi thẳng đến bộ phận chăm sóc khách hàng. Chu tiên sinh. Đây chính là người anh muốn tìm. Bào ca đẩy Trương Sở về phía trước, đứng ngay trước mặt Chu Dương. Chu Dương nhìn người trước mắt, cũng có chút ngạc nhiên. Đúng thật là có duyên quá, không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi Chu Dương nhìn thấy Trương Sở, ngay lập tức nhớ đến chuyện trước kia. Trước kia khi cùng Nưu Xuyên đi gặp đối tượng xem mắt đó thực ra chính là nhóm người của bọn lừa đảo. Mà kẻ đứng đầu của nhóm lừa đảo chính là tên Trương Sở trước mắt. Cũng chính lúc đó, Chu Dương và Hồ Gia đã tiếp xúc trực tiếp với hắn, Hồ Gia cũng xem như muốn tăng thêm mối quan hệ với Chu Dương, liền bảo Bào ca xử lý đám người Trương Sở. Không ngờ rằng, chuyện đã qua lâu như vậy, bây giờ vẫn còn gặp lại hắn, hơn nữa lại gặp trong hoàn cảnh này. Là mày! Khi Trương Sở ngẩng đầu nhìn thấy Chu Dương, hai mắt trợn ngược lên, nét mặt không tránh khỏi ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, trong lòng Trương Sở như rơi xuống vực thẳm. Trước kia đã từng đắc tội với Chu Dương một lần rồi, không ngờ bây giờ lại đắc tội với anh thêm một lần nữa. Chương 123, phản đòn với dư luận. Trong giờ phút này, mọi suy nghĩ trong đầu Trương Sở đều bị dập tắt. Hắn ta thậm chí còn đang nghĩ Chu Dương lần này sẽ xử lý mình. Suy cho cùng, cộng thêm với lần trước, đây là lần thứ hai anh ta đắc tội với Chu Dương. Nợ cũ nợ mới tính trong một lần, Trương Sở thậm chí còn không chút hy vọng. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, miễn là lần này không chết, giữ lại được mạng sống này, hắn lập tức sẽ rời khỏi Đông Hải. Đông Hải thực sự quá kinh hoàng. Trước đây hắn ta còn dựa vào đám anh em của mình được, dùng cách lừa đảo để kiếm miếng cơm. Nhưng hiện giờ,
năm lần bảy lượt đắc tội với người khác, trái tim của Trương Sở cũng đã bị lụi tàn dần. Ha ha, đó chẳng phải là tôi sao, tôi còn đang nói ai có khả năng đến thế, không ngờ lại là anh, điều đó cũng có thể hiểu được, Chu Dương cười khẩy. Nhìn thấy Trương Sở, trong lòng anh ấy tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Anh nhờ Hổ ra tìm Trương Sở, thực chất chỉ muốn dạy dỗ hắn một bài học, để hắn biết rằng, dù chỉ là bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty Danh Dương, cũng không dễ dàng bị anh ta trêu chọc. Đại ca, tôi không có ý đó, tôi chỉ đùa chút thôi, anh hãy xem tôi như không khí và thả tôi đi, tôi sẽ rời khỏi Đông Hải, sau này cũng không xuất hiện trong tầm mắt anh nữa. Trương Sở nghe ra được ngữ điệu lạnh lùng của Chu Dương, đột nhiên run lên, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Bây giờ hắn thực sự sợ hãi. Chu Tổng, người này là... Mọi người nhìn thấy vật, thực chất không biết chuyện gì đang diễn ra. Diệp Sở Thiến bước tới nói nhỏ bên cạnh Chu Dương. Những gì diễn ra trước mắt khiến cô có chút ngạc nhiên, giọng nói của người trước mắt nghe rất quen thuộc. Người này vừa gọi điện đến. Chu Dương không chút giấu giếm, nói thẳng. Chỉ một lát sau, tất cả mọi người ở bộ phận chăm sóc khách hàng đều nháo nhào lên. Vừa nãy Chu Dương nói chỉ 10 phút là có thể tìm được người đó, những lời nói còn lùng bùng trong lỗ tại họ. Trước đó họ không xem những lời nói của Chu Dương là thật, chỉ nghĩ đơn giản là Chu Dương đang cổ vũ họ. Và họ cũng cảm nhận được lòng tốt của Chu Dương, thế là đủ rồi. Nhưng họ thực sự không nghĩ đến, chỉ mới nửa tiếng trôi qua, người đó thật sự xuất hiện trước mắt họ. Về phía Bào Ca, có quen biết một số người, cũng biết anh ta ở gần khách sạn Huy Hoàng. Từ khách sạn Huy Hoàng đến công ty Danh Dương, nếu tính chạy xe nhanh, cũng mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Nói cách khác, từ khi Chu Dương nói đến khi tìm được người, thì cũng còn chưa tới 10 phút. Phút chốc, toàn bộ phận chăm sóc khách hàng đều cảm thấy rất kinh ngạc nhưng cũng vô cùng hứng khởi. Như vậy có thể thấy rằng Chu Dương không phải người ăn nói tùy tiện, mà là người thực lòng quan tâm đến người khác, sẽ không để bất kỳ ai chịu một chút uất ức nào. Thoáng chốc, tất cả nhân viên trong bộ phận chăm sóc khách hàng nhìn Chu Dương với ánh mắt cảm động, đồng thời cũng có một niềm tin mạnh mẽ với anh. Chu Dương và công ty Danh Dương đều quan tâm đến mọi người, dù họ chỉ là nhân viên chăm sóc khách hàng, cũng không hề có một chút ý nghĩ sẽ không tôn trọng họ. Cái cảm giác được tôn trọng, khiến mọi người cảm kích vô cùng. Đặc biệt là Tiểu Trương, luôn nhìn Chu Dương với ánh mắt cảm kích lại còn ngại ngùng. Tiểu Trương, cô qua đây. Chu Dương vẫy vẫy tay. Tiểu Trương bất giác chạy đến. Đây là người mà anh gọi điện quấy rối, bây giờ, tôi muốn anh đứng trước mặt mọi người xin lỗi cô ấy. Chu Dương kéo Tiểu Trương về phía trước, lạnh lùng nhìn Trương Sở. Chu Tổng, không cần đâu, tôi ổn mà. Tiểu Trương ngượng ngùng, nghĩ đến việc từ chối, nhưng Chu Dương đã không cho cô ấy cơ hội đó. Đây là cô xứng đáng, anh ta đã làm vậy thì anh ta nhất định phải xin lỗi, cô không nên có bất kỳ gánh nặng tinh thần nào. Sau khi Chu Dương xoa dịu tinh thần Tiểu Trương được một lúc, bèn lạnh lùng nhìn Trương Sở, lời nói của tôi, anh không nghe thấy sao? Xin lỗi, đây là lỗi của tôi thật sự là đồ rác. Vô thức dùng mình, Trương Sở lập tức quỳ trước mặt Tiểu Trương, không ngừng dập đầu xin lỗi. Hiện tại trong lòng hắn rất kích động. Nếu đó chỉ là loại hình phạt, căn bản hắn không để tâm, không những chỉ là xin lỗi một cô gái trong bộ phận chăm sóc khách hàng. Nếu Chu Dương bắt hắn xin lỗi toàn bộ phận chăm sóc khách hàng thì hắn cũng không dám có ý kiến. Chị Diệp, chị đã ghi lại chưa? Trong lúc Trương Sở xin lỗi Tiểu Trương, Chu Dương khẽ hỏi. Toàn bộ đã được ghi lại. Diệp Sở Thiến nhẹ nhàng nói, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Trong lúc Trương Sở được đưa đến, Chu Dương yêu cầu cô ghi lại mọi thứ đã diễn ra. Tuy không biết tại sao Chu Dương phải làm như vậy, nhưng Diệp Sở Thanh đã không chút do dự. Làm y theo lời dặn. Bây giờ khi nhìn thấy Chu Dương hỏi, cô lại không khỏi thắc mắc. Bởi vì đây là phần quan trọng trong sự phản đòn của chúng ta. Chu Dương nở nụ cười lạnh nhạt, không nói thêm gì nữa. Được rồi, xin lỗi đủ rồi, bây giờ tôi không muốn thấy anh ở Đông Hải nữa, anh hiểu ý tôi chứ? Trương Sở dập đầu xin lỗi gần 10 phút, Chu Dương mới bắt đầu lên tiếng. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức cút khỏi Đông Hải. Sẽ không quay lại đây nữa. Trương Sở sau khi được tha tội, vội hứa đảm bảo. Chu tiên sinh, anh yên tâm, có tôi ở đây, tên tiểu tử này sẽ không bao giờ xuất hiện tại thành phố Đông Hải nữa. Bào Ca vừa cười vừa nói. Được, vậy thì phiền cậu rồi, bây giờ hắn cút được rồi, tôi còn phải xử lý một đám hề khác.
Sau khi Trương Sở bị đuổi đi, sắc mặt của Chu Dương lập tức trở nên nghiêm túc. Được rồi, bộ phận chăm sóc khách hàng có thể mở lại rồi, nhưng các bạn phải chú ý, nếu có bất kỳ sự bôi nhọ nào đối với tôi cũng như với công ty, các bạn có thể ghi âm lại, sau này có thể sẽ có ích đối với tôi. Nghe được mệnh lệnh của Chu Dương, bộ phận chăm sóc khách hàng lập tức làm việc. Trong phút chốc, tất cả điện thoại đều reng không ngừng. Trong các cuộc gọi, ngoài một vài cuộc gọi cần tư vấn về dưỡng trắng da cũng như các loại mặt nạ, đại đa số vẫn giống như trước, đều là các cuộc gọi bối nhọ Chu Dương và công ty. Các nhân viên sau khi nghe được lệnh của Chu Dương, không chút do dự, ghi âm lại các cuộc gọi. Tiếp theo, đã đến lúc chúng ta phản đòn. Tin tức buổi tối. Trần Hạo Nam là cháu trai của phó tổng biên tập tờ báo, dựa vào quan hệ, mới có thể bước chân vào tòa soạn. Khi nghe tin cháu mình bị người ta đánh, còn bị nhốt vào sở cảnh sát, phó tổng biên tập liền đứng ngồi không yên. Ngay trong đêm chạy đến sở cảnh sát, sau khi bảo lãnh Trần Hạo Nam, lập tức truy hỏi những việc đã diễn ra. Sau khi nghe Trần Hạo Nam kể xong, Trần Trấn không chút hoài nghi, trong lòng thì vô cùng tức giận. Chết tiệt, thật là vô pháp vô thiên, con yên tâm, ta sẽ báo thù cho con. Đêm đó, Trần Trấn liên hệ với các trang báo và cơ quan truyền thông để báo tin. Họ là các cơ quan truyền thông, tại thành phố Đông Hải này có tầm ảnh hưởng nhất định. Tuy nhiên, cũng trong đêm đó, bọn họ lại bị một tên tiểu tử ít người biết đến xúc phạm. Điều này khiến họ không còn mặt mũi nào, hận là không thể ngay lập tức trả thù. Cùng lúc đó dưới sự liên lạc của Trần Trấn, tất cả các tờ báo và phương tiện truyền thông cũng đã cùng nhau đưa tin về sự việc vào ngày hôm sau, mọi trách nhiệm đều được hướng sang phía Chu Dương. Hừ, thật không biết tự lượng sức mình, chỉ là một công ty mỹ phẩm nhỏ nhoi, mà dám đấu với Tạo, Tạo muốn xem tên nhãi danh này làm được tích sự gì. Lúc đó, Trần Trấn ngồi tại văn phòng, xem những tin tức liên quan đến Chu Dương tại Đông Hải không nằm ngoài dự đoán, các trang báo đều viết về Chu Dương, nói rằng anh là một người giàu bất nhân, có chút tiền liền bức ép người khác. Chương 124. Phản đòn với dư luận 2. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Công ty danh Dương đó, và tên Chu Dương đó có phản ứng và hành động gì không? Trần Trấn nét mặt đắc ý, nhìn trợ lý của mình hỏi. Bây giờ điều ông ta muốn nhìn thấy là Chu Dương tự mình đây và quỳ xuống xin lỗi cháu trai Trần Hạo Nam của mình. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, Trần Trấn liền có thể cảm nhận được sức mạnh trong tay mình. Mày không phải rất lợi hại sao? Mày không phải rất hung hăng càn quấy sao? Thì lại làm sao nào? Chỉ cần một lời nói của tao, toàn bộ thành phố Đông Hải sẽ ùn ùn kéo đến tiến hành lên án này. Tạm thời vẫn chưa nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, các phương tiện truyền thông khác cũng tạm thời không có bất kỳ tin tức gì. Trợ lý trả lời. Chuyện này không tính là chuyện gì kỳ lạ, ông ta sớm đã biết được, chỉ là trong lòng cảm thấy đáng tiếc cho Chu Dương và công ty danh Dương. Đắc tội đến Trần Trấn rồi, tất cả những điều này đều sẽ không thể tránh khỏi. Mà bây giờ, gần như toàn bộ các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng ở thành phố Đông Hải đã hợp nhất để gây áp lực cho Chu Dương và công ty danh Dương. Theo kinh nghiệm trước đây, trong vòng một giờ, đối phương chắc chắn sẽ liên lạc với giới truyền thông để tìm cách hòa giải. Từ lúc đó đến nay, đã nửa ngày trôi qua, nhưng liên minh truyền thông vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về Chu Dương và công ty danh Dương. Đây quả thật quá không bình thường rồi. Chú ơi, con không quan tâm, lần này, nhất định phải lột da của tên tiểu tử đó. Trước mặt rất nhiều người như thế, vậy mà dám động tay đánh con, còn bắt giữ con vào đồn cảnh sát, nếu không trả thù, con không cam lòng. Những vết thương trên khuôn mặt của Trần Hạo Nam gần như đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn còn một chút tím xanh. Lúc này, hắn đang ở trong văn phòng của Trần Trấn, đợi Chu Dương tìm đến cửa để cầu xin tha thứ. Hắn muốn hung hăng chà đạp Chu Dương trên đất, không ngừng làm nhục để trả thù. Nhưng một thời gian dài như vậy đã trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Chu Dương, điều này khiến cho sự kiên nhẫn của hắn bị thách thức cực điểm. Tổng biên tập, có tin tức rồi, có tin tức rồi. Lúc này, biên tập viên của tòa soạn đã chạy vào, thậm chí quên gõ cửa trước. Có chuyện gì, luống cuống như vậy, không có quy tắc gì cả. Trần Trấn cau mày trừng mắt nhìn biên tập viên. Rồi mới chậm rãi hỏi. Có chuyện gì vậy? Tổng biên tập, công ty danh Dương đó và Chu Dương bắt đầu phản kích lại rồi. Biên tập viên nuốt nước bọt, rồi vội vã nói. Thật sao, tốt quá rồi, có phải anh ta kinh sợ rồi không? Có phải đến cầu xin tha thứ không? Nghe thấy biên tập viên nói như thế, Trần Hạo Nam đầu tiên không nhịn được, trực tiếp nhảy dựng lên,
vẻ mặt hưng phấn. Hắn vẫn luôn mong đợi Chu Dương đến cầu xin tha thứ, sau đó hắn sẽ thỏa thích làm nhục một trận. Nhưng đợi đến bây giờ, cũng không có tin tức gì, khiến hắn vô cùng sốt ruột. Không ngờ, bây giờ cuối cùng cũng đến rồi. Cái đó, không phải, Chu Dương không phải đến cầu xin tha thứ, hình như là phản kích, ôi chao, tổng biên tập, ông mau xem bản tin. Biên tập viên lúc này cũng không quan tâm thân phận của Trần Hạo Nam, trực tiếp đi đến bên Trần Trấn, trên máy tính, mở trang web của, tìm thấy một bản tin. Câu lạc bộ Silver Lake. Vào lúc này, Chu Dương và Trần Thế Hào đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Nếu bất cứ ai trong giới chức của Đông Hải nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông này chính là nhà lãnh đạo lớn của Đông Hải. Trần Thế Hào nhờ vào sức mạnh của Chu gia, kinh doanh câu lạc bộ Silver Lake tại Đông Hải, khó tránh sẽ phải giao thiệp với chính phủ. Mà nhà lãnh đạo lớn của Đông Hải này hiện tại chính là mối quan hệ quan trọng nhất của Trần Thế Hào. Đối với truyền thông thành phố Đông Hải bôi nhọ danh dự, Chu Dương và công ty Danh Dương, Trần Thế Hào vừa thức dậy về đã nhìn thấy, trong lòng liền rất tức giận. Ông muốn trực tiếp ra tay trừng phạt tất cả, nhưng lo lắng rằng sau chuyện này Chu Dương sẽ trách mình quản việc bao đồng. Cho nên Trần Thế Hào đã không tự mình ra tay, mà liên lạc với Chu Dương. Chu Dương ban đầu cũng có dự định này, tại Đông Hải, quyền lực và tầm ảnh hưởng của anh Sa Tít không bằng Trần Thế Hào. Cho nên trong vấn đề này, anh sớm đã chuẩn bị nhờ vào sức mạnh của Trần Thế Hào để đối phó. Trần Thế Hào đã mời nhà lãnh đạo lớn đến câu lạc bộ Silver Lake, không có tiết lộ thân phận của Chu Dương, mà chỉ kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Dẫu sao vụ việc này đã xảy ra trước đồn cảnh sát, với lại sĩ quan Hách lúc đó cũng có mặt tại hiện trường, vẫn là anh ta ra lệnh giam giữ Trần Hạo Nam. Cho nên chỉ cần kiểm tra là có thể tìm ra ngọn nguồn câu chuyện, đó là lý do mà Chu Dương không cần phải che giấu điều gì. Thân phận của nhà lãnh đạo lớn tương đối nhạy cảm, nhưng đối với Trần Thế Hào, vẫn còn không ít nơi để dựa vào. Cho nên, một mình chỉ dẫn theo thư ký đến câu lạc bộ Silver Lake. Nhà lãnh đạo lớn này không hề quen biết với Chu Dương, nhưng nhìn thấy Trần Thế Hào rất kính trọng với Chu Dương, sau đó còn liên hệ với tên của Chu Dương, trong lòng nhà lãnh đạo lớn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Quả thật là càn quấy. Tác dụng của phương tiện truyền thông hướng dẫn quần chúng, sao có thể dùng vào chỗ này? Sau khi nghe Chu Dương kể xong, nhà lãnh đạo lớn liền rất tức giận. Tiểu Tô, cô lập tức đưa ra thông báo, để cho tất cả các phương tiện truyền thông chỉnh đốn, ngoài ra, thông báo bản tin đem đầu đuôi của sự việc toàn bộ phát ra ngoài. Nhất định phải nhanh chóng. Tô Trường Kỳ là thư ký của nhà lãnh đạo lớn, sau khi nhận được chỉ thị, cô ấy lập tức hành động. Mà tại lúc này, tất cả các phương tiện truyền thông liên quan đến việc bôi nhọ danh dự của Chu Dương và công ty Danh Dương, toàn bộ đã nhận được thông báo từ chính phủ, yêu cầu họ dừng ngay lập tức các hành động hoang đường. Hoang đường. Đây là ngôn từ viết trong thông báo của chính phủ. Trong chốc lát, tất cả các phương tiện truyền thông bắt đầu hoảng loạn. Nên biết rằng, từ hoang đường này vốn xem có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng một khi nó xuất hiện trên thông báo của chính phủ, ý nghĩa khiển trách trong đó không hề nhỏ. Quan trọng hơn, tất cả các phương tiện truyền thông đã nhìn thấy thông báo liên quan về toàn bộ sự việc trong bản tin. Thông báo đã nói một cách rõ ràng, hết sức chi tiết về đầu đuôi câu chuyện. Nên biết rằng bản tin là phương tiện truyền thông báo chí chính phủ của thành phố Đông Hải, có quyền uy hơn tất cả các phương tiện truyền thông khác liên hợp lại. Đáng chết, Chu Dương này rốt cuộc có xuất thân gì? Tại sao chính phủ lại giúp cậu ta nói chuyện? Lúc này, trong phòng tổng biên tập của bản tin, Trần Trấn đọc xong bản tin, liền trở nên tức giận, đập tay lên mặt bàn, bắt đầu mắng mỏ. Là hai phương tiện truyền thông có độ phổ biến rộng nhất, cũng là hai phương tiện truyền thông lớn nhất tại thành phố Đông Hải, luôn có mối quan hệ cạnh tranh với nhau. Nhưng là phương tiện truyền thông chính phủ, có quan chức nhà nước đứng đằng sau chống lưng. Còn chỉ là một phương tiện truyền thông báo chí tư nhân, sức ảnh hưởng của nó vẫn nhỏ hơn so với. Chú ơi, chúng ta nhất định không được bỏ qua cho tên Chu Dương đó. Bản tin nói rằng chúng ta phải rút bản tin, lẽ nào chúng ta phải rút sao? Khuôn mặt của Trần Hạo Nam rất không cam tâm, sắc mặt đỏ bừng. Ban đầu hắn đã chờ đợi Chu Dương tìm đến cửa để nhận tội, sau đó thỏa thích làm nhục anh ta. Nhưng mà bây giờ khi tình hình đã chuyển biến bất ngờ, Chu Dương không chỉ không xuất hiện, thậm chí phương tiện truyền thông chính phủ như bản tin cũng bắt đầu lên tiếng giúp Chu Dương. Chuyện này khiến Trần Hạo Nam hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Đồ khốn kiếp, lẽ nào mày không biết bản chất và người đứng sau của bản tin à? Trần Trấn có chút bực dọc,
xua xua tay, không muốn nghe Trần Hạo Nam nói. Chương 125, đây vẫn chưa đủ. Lúc này trong lòng Trần Chấn cũng là một mớ lộn xộn. Đáng lẽ tình hình đang rất là tốt, hết sức có lợi cho bọn họ. Nhưng mà, nội dung của bản tin, cũng như thông báo phía trên đưa ra, trong chốc lát đã làm đứt đoạn vị thế của ông ta. Nếu ông ta cứng rắn đối kháng, liều mạng xông bừa lên, tiếp tục tiến hành tuyên truyền bôi nhọ danh dự Chu Dương và công ty Danh Dương, như vậy chưa nói đến việc phía trên sẽ trừng phạt ông như thế nào, mà tổng biên tập bản tin cũng sẽ không tha cho ông. Còn nếu ông ta vào lúc này không kiên trì nữa, trực tiếp rút lại tin tức bôi nhọ danh dự Chu Dương và công ty Danh Dương, thì đương nhiên tất cả đều hân hoan. Phía trên sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông ta. Nhưng sức ảnh hưởng của ông ta có thể sẽ rớt giá không phanh. Mọi người sẽ nghĩ rằng Trần Chấn ông chịu thua trước Chu Dương và công ty Danh Dương. Mà một khi ấn tượng này được cố định, vậy thì suốt một thời gian dài trong tương lai, ấn tượng của quần chúng về ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ thay đổi. Thế thì sao, Chu Dương và công ty Danh Dương, con đã tìm hiểu qua rồi, cũng chỉ là một công ty bán mặt nạ, hoàn toàn không là gì cả, con không tin, tên Chu Dương đó không có lịch sử đen tối nào. Chỉ cần chúng ta tìm thấy lịch sử đen tối của anh ta và công ty Danh Dương, không ai có thể ngăn chặn chúng ta, lẽ nào bản tin còn có thể đổi đen thành trắng sao? Trần Hạo Nam trong lòng phẫn nộ bất bình, tại thời điểm này hắn rất không hài lòng với nội dung của bản tin buổi sáng, và những quyết định của cấp trên. Vừa nghĩ đến đêm đó, Chu Dương khinh thường hắn, Trần Hạo Nam một bụng tức giận đến mức hận không thể trút giận ngay lập tức. Đồ khốn kiếp, tất cả đều tại mày. Nếu không phải mày, bây giờ chúng ta có bị động như vậy không? Vốn dĩ Trần Chấn vẫn đang suy nghĩ cách đối phó, nhưng nghe thấy Trần Hạo Nam nói như thế, liền tức giận. Nếu Trần Hạo Nam không phải là cháu trai của mình, ông ta sẽ không liên hợp với nhiều phương tiện truyền thông như vậy, cùng nhau gây rắc rối cho Chu Dương và công ty Danh Dương, cũng sẽ không rơi vào tình huống rối rắm như bây giờ. Chú ơi, cháu là cháu trai duy nhất của chú, thằng Chu Dương đó coi thường cháu trai chú, lẽ nào chú muốn khoanh tay đứng nhìn thôi sao? Trần Hạo Nam hoàn toàn không sợ Trần Chấn, trực tiếp cứng đầu nói tiếp. Tổng biên tập, tôi cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, chúng ta có nên chờ xem các phương tiện truyền thông khác giải quyết như thế nào trước đã. Trợ lý của Trần Chấn vào lúc này nhỏ giọng nói. Đối với ngọn nguồn của toàn bộ chuyện này, anh ta rất rõ ràng, tự nhiên biết ai đúng ai sai. Tuy nhiên, là trợ lý của Trần Chấn, dựa vào Trần Chấn để kiếm cơm, anh ta tự nhiên sẽ đứng về góc độ của Trần Chấn mà suy xét vấn đề. Trước mắt, bản tin buổi sáng và phía trên đã gây áp lực cực lớn cho Trần Chấn, có vẻ như dù có làm gì đi chăng nữa, sẽ luôn có tai hại không ít. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Là người trong cuộc, Trần Chấn và Trần Hạo Nam lúc này đã có chút mơ hồ, không thể phân biệt thật giả trong chuyện này. Nhưng với tư cách là một trợ lý, anh ta ở vị trí bên cạnh, tự nhiên có thể phân biệt rất tốt tình huống hiện tại. Ừ. Ý kiến này không tệ, Tiểu Vương, cậu đến các bên phương tiện truyền thông khác hỏi xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào, nhưng nhất định phải che giấu, không cần quá trực tiếp. Trần Chấn suy nghĩ một lúc, cảm thấy rằng trước mắt chỉ có làm như vậy là thỏa đáng nhất. Câu lạc bộ Silver Lake. Điều này phải cảm ơn lãnh đạo đã giúp đỡ cho công ty Danh Dương của chúng tôi. Chu Dương cười nói, trong lòng quả thực có chút biết ơn. Vào thời điểm này, khi hầu hết các phương tiện truyền thông ở thành phố Đông Hải đều tiến hành bôi nhọ danh dự Chu Dương và công ty Danh Dương, lãnh đạo vẫn bằng lòng tin tưởng anh, chỉ là phần tín nhiệm này không phải dễ dàng cảm ơn như vậy được. Chuyện này nên làm, quá trình cụ thể của sự việc, tôi đã tìm hiểu thông qua sĩ quan hách rồi. Chứng minh rằng cậu không có lỗi, nếu là như vậy, chúng tôi tự nhiên không muốn thấy tình huống này xảy ra. Chưa kể, công ty Danh Dương gần đây rất nổi tiếng, hiệu quả của mặt nạ các cậu rất tốt. Ngay cả vợ và con gái tôi đều đang sử dụng. Các lãnh đạo ở tỉnh lỵ cũng đã chú ý đến các cậu, có thể trong thời gian ngắn tạo ra công ty có doanh số bán hàng mấy tỷ nhân dân tệ, bất kể như thế nào, chúng tôi cũng sẽ không để các cậu bị bôi nhọ danh dự. Nhà lãnh đạo lớn kiên định nói, đồng thời cũng bắt đầu khách sáo hơn với Chu Dương. Mặc dù không tiết lộ thân phận thực sự của Chu Dương, những nhà lãnh đạo lớn cũng đã đoán được một chút. Chỉ nói về công ty Danh Dương. Những hoạt động gần đây đã liên tục tạo ra doanh số bán hàng mấy tỷ trong một thời gian ngắn, khiến cho lãnh đạo của toàn thành phố Đông Hải và tỉnh lỵ đều vô cùng kinh ngạc. Nên biết rằng mặc dù thành phố Đông Hải có nền kinh tế tương đối tốt trong toàn tỉnh,
nhưng chưa bao giờ xuất hiện công ty nào như công ty Danh Dương. Doanh số bán hàng mấy tỷ, chỉ cần đóng thuế thôi, nói ít cũng phải đóng đến hàng trăm triệu. Đối với tài chính của toàn bộ chính phủ mà nói, đây chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ. Chính quyền thành phố Đông Hải thậm chí đã thảo luận với nhau, muốn vinh danh công ty Danh Dương trở thành ngôi sao doanh nghiệp của thành phố Đông Hải, phát động phong trào tiên phong cho cả nước. Trong tương lai, công ty Danh Dương rất có thể sẽ trở thành một tấm danh thiếp của thành phố Đông Hải. Cho nên bất kỳ sự bôi nhọ danh dự nào liên quan đến tấm danh thiếp đều không được chính quyền thành phố Đông Hải cho phép. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn cần nói với cậu, mặc dù có thể thông qua bản tin buổi sáng và thông báo của chính phủ để kiềm chế ngôn luận hiệu quả, nhưng suy cho cùng đây là một nơi tự do, chúng tôi không thể áp dụng bất kỳ biện pháp quy chế nào. Tạm dừng một chút, nhà lãnh đạo lớn tiếp tục nói. Cho nên, bôi nhọ trong phạm vi lớn chắc chắn không có, nhưng vẫn sẽ còn sót lại, điều này cần các cậu tự tìm cách, tiến hành quan hệ công chúng, xem liệu có thể giải quyết tất cả các tin tức xấu hay không. Lời của nhà lãnh đạo lớn nói rất đúng trọng tâm, ít nhất Chu Dương không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Đối với nhà lãnh đạo lớn, Chu Dương vô cùng biết ơn, tự nhiên sẽ không vì những tin tức xấu còn sót lại mà cảm thấy không hài lòng. Đó là điều tất nhiên, chính phủ có thể làm như vậy, chúng tôi đã rất biết ơn rồi, tự nhiên không thể lại yêu cầu chính phủ phải làm như thế nào nữa. Huống hồ, trước mắt những hành động này vẫn còn chưa đủ vào, các phương tiện truyền thông đó đã dám đảo ngược đen trắng. Nên tôi tự nhiên sẽ khiến màu sắc thực sự của sự việc được phơi bày ra ngoài. Khóe miệng của Chu Dương khẽ nhếch lên, có một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Rất nhanh, nhà lãnh đạo lớn đã rời đi, ông không bày tỏ ý kiến gì về động thái tiếp theo của Chu Dương. Chỉ nhắc nhở Chu Dương rằng, mọi thứ phải được thực hiện trong phạm vi được pháp luật cho phép, nếu không, chắc chắn sẽ bị người bên cạnh nắm bắt được điểm yếu. Sau khi tiễn nhà lãnh đạo lớn đi, Chu Dương không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp ra lệnh cho Trần Thế Hào. Là người quản lý của sản nghiệp Chu gia, Chu Dương sử dụng Trần Thế Hào, không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Trần Tổng, tôi biết rằng sức ảnh hưởng của ông tại thành phố phố Đông Hải rất rộng lớn, làm phiền ông thu thập tất cả các thông tin truyền thông liên quan đến việc bôi nhọ danh dự của tôi và công ty Danh Dương. Tôi nghĩ rằng ở thành phố Đông Hải, chắc chắn vẫn còn những bên phương tiện truyền thông đang cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Ông hãy gửi lời mời cho bọn họ, tôi muốn mời bọn họ tại Thúy Hồ Cư. Ngoài ra bản tin lần này đã dốc sức bôi nhọ tôi, bên trong chắc chắc có điều gì đó kỳ lạ, phiền ông đi kiểm tra một chút. Chu Dương không nhanh không chậm nói. Còn lúc này, anh không hề để ý rằng khi anh nói đến Thúy Hồ Cư, lông mày của Trần Thế Hào hơi di chuyển nhẹ rất khó phát hiện, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh. Tin tức Trần Thế Hào câu lạc bộ Silver Lake mời các phương tiện truyền thông thành phố Đông Hải đến dự tiệc được truyền ra ngoài, ngay lập tức thu hút sự chú ý cực lớn trong giới truyền thông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 8.